Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công. Tập 36. Chương 351, Thiên Kiếp. Trước đó Phương Tịch không tiếp tục đi con đường khí huyết võ đạo là do có lo lắng ở phương diện này. Mặc dù người khai sáng hệ thống mới nhìn như phong quang vô hạn nhưng phía trước một vùng tăm tối, đầy chông gai. Hơi không chú ý sẽ đi vào đường rẽ, thậm chí khó mà cứu vãn. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, xung khí cho giảng hòa. Trương Minh Định lại như nghe không hiểu sự tiếc hận trong lời nói của Phương Tịch mà đôi mắt xuất thần, lầm bầm câu này, ánh mắt chợt sáng lên, ta hiểu rồi. Đa tạ môn chủ chỉ điểm, võ tiên chi đạo, khí huyết bão đan chi pháp này, cuối cùng xem như viên mãn. Về phần đạo đồ của bản thân có vẻ Trương Minh Định đã không quá để ý. Thôi, ngươi tự hiểu là tốt rồi. Yêu ma thụ đâu? Phương Tịch hỏi. Chuyện này, đúng là thuộc hạ biết được một chút. Sự vui mừng trên mặt của Trương Minh Định từ từ rút đi chuyển thành sợ hãi. Thuộc hạ biết môn chủ luôn chú ý đến yêu ma thụ kia, bởi vậy cũng phái người điều tra tin tức liên quan. 50 năm trước đã từng phát hiện được manh mối, tìm đến ma vực của yêu ma thụ. Khi đó thuộc hạ đã bão được huyết đan, cô động đan kình, tự cho rằng vô địch thiên hạ, không chỗ nào không thể đi. Kết quả lại bị ngăn cản ở bên ngoài ma vực của yêu ma thụ. Trên mặt Trương Minh Định hiện ra một tia rung động, nhưng mà có thuộc hạ ở bên ngoài ma vực xem xét 3 năm, xác nhận yêu ma thụ đã trưởng thành đến cực hạn, thậm chí có thể trở thành đại hại của giới này. Mà ngày hôm đó, thuộc hạ từng thấy yêu ma thụ biến mất. Ồ, sau khi tấn thăng kết đan, thi triển bí thuật liên quan đến hồn đạo trong Khô Vinh Quyết, cộng với người bị thi thuật chủ động phối hợp, Phương Tịch cảm thấy thần thức của mình có lẽ đủ cường đại, có thể nhìn thấy cả đoạn ký ức. Võ kinh, võ thần môn trải qua trăm năm phát triển, đã sớm không còn phong cách thô hào như trước, càng tráng lệ hơn như hoàng cung. Mật thất trước đó mà Trương Minh Định phá ra, hình thành hố to, lúc này lại như không ai để ý đến. Siêu, siêu. Giữa không trung, hai đạo lưu quang hạ xuống bên cạnh hố to, chính là Trương Minh Định và Phương Tịch đeo mặt nạ màu xanh. Quyền môn chủ, mấy võ thần bước đến, thấy Phương Tịch ở bên cạnh Trương Minh Định thì hơi kinh nghi bất định. Vị này là Mộc tiên sinh, trước đó chào hỏi với bản môn chủ, chỉ vậy thôi. Trương Minh Định cười nói, nhanh chuẩn bị cho Mộc tiên sinh căn phòng tốt nhất. Ngoài ra, ta đã tặng võ thần lệnh cho tiên sinh, tất cả cơ mật của võ thần môn đều mở ra với Mộc tiên sinh. Mấy võ thần chú đóng liếc nhau, sau đó khom người, tuân lệnh. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước, ta cũng không cần chuẩn bị phòng, trực tiếp dẫn ta đến kho cơ mật và thư phòng đi. Phương Tịch chắp tay sau lưng, rất hứng thú đánh giá võ thần môn hoàn toàn mới này. Nhưng lại có cảm giác thương hải tang điền. Đã như vậy, xin Mộc tiên sinh cứ tự nhiên. Tại, hạ còn muốn đi nghỉ ngơi một đêm, mang ý tưởng tối nay chỉnh sửa thành sách, đến lúc đó còn phải nhờ tiên sinh chỉ điểm. Trương Minh Định cười đáp ứng, khập khiễng rời đi. Thế nào, còn không dẫn đường đi? Phương Tịch nhìn qua mấy võ thần kia, chợt phì cười. Mời ngài. Mấy võ thần này lập tức cong cái eo cao quý. Phương Tịch gật đầu, dưới mặt nạ hiện ra vẻ vui tươi. Mấy ngày sau, hắn ở trong thư khố, khép lại bản điển tịch cuối cùng, thì ra trăm năm qua đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sau khi Trương Minh Định tấn thăng võ tiên, thậm chí có thể đối kháng với bản thể của yêu ma. Cũng phân tích không ít, đánh giá xem thử. Phương Tịch duỗi lưng, rời khỏi thư phòng. Ở bên ngoài, đã sớm có một thị nữ cao gầy, đùi thon dài, mặc bộ phúc quần tím chờ sẵn, nô tỳ Hàn Minh, bái kiến Mộc tiên sinh. Tiên sinh có phân phó gì, đều có thể nói cho nô tỳ, môn chủ đã phân phó, nhất định phải thỏa mãn mọi yêu cầu của tiên sinh. Hàn Minh môi hồng răng trắng, chính là một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Ồ, Phương Tịch rất hứng thú, nâng cằm nàng lên, nhìn kỹ mặt Hàn Minh một hồi. Tư sắc của nàng này không kém nhưng chẳng biết tại sao, lúc Phương Tịch gặp nàng thì linh quang chợt lóe trong não hải, từ trong trí nhớ hiện ra một gương mặt trắng trắng mập mập. Ngươi có quan hệ ra sao với Hàn mập mạp ở trăm năm trước độc quyền sinh ý yêu thú ở thủ phủ Định Châu, thỉnh thoảng còn ra chợ đen mua bán? Linh quang Phương Tịch chợt lóe, lên tiếng hỏi. Nguyên quán của nô tỳ ở thành Tam Nguyên, trong tổ tiên hình như có một vị như vậy. Hàn Minh ngẩng đầu, vẻ mặt cũng nghi hoặc. Thì ra là vậy. Vậy thì không có việc gì, ngươi lui xuống đi. Phương Tịch khoát tay,
sau này ta sẽ nói tốt vài câu cho ngươi ở trước mặt Trương môn chủ. Sau khi đuổi tỳ nữ không hiểu gì đi, Phương Tịch đi thẳng đến chỗ ở của Trương Minh Định. Đúng lúc người này bưng một cái hộp định ra ngoài. Thấy Phương Tịch thì lập tức hành lễ, ta vừa mới sửa sang xong võ tiên chi đạo, muốn giao cho Mộc tiên sinh phê bình chú giải. Ồ, sau đó Phương Tịch mở hộp ra, nhìn thấy bản thảo rất dày trong đó. Có cái rất cũ, có cái rất mới như là mấy ngày gần đây mới thêm vào. Tốc độ đọc sách của hắn rất nhanh, có thần niệm phụ trợ, so đọc nhanh như gió còn kinh khủng hơn. Lúc này sau khi đọc xong, hắn không khỏi gật đầu. Sau khi ngươi chỉnh sửa một lần nữa thì bí pháp tu luyện khí huyết bão đan này thì nếu có thể may mắn kết đan thành công sẽ có nửa khả năng, ngưng kết hoạt đan. Mới một nửa thôi sao? Trương Minh Định bị đả kích lớn. Có một nửa đã không tệ rồi. Phương Tịch nghĩ đến đám tu tiên giả ở tu tiên giới Nam Hoang. Khí huyết võ đạo rất dễ tốc thành, yêu cầu với tài nguyên cũng thấp. Nếu môn võ đạo này truyền vào tu tiên giới, chắc chắn sẽ được nhiệt liệt nâng đỡ. Nói không chừng trăm ngàn năm sau, chính là thể tu xưng hùng. Đáng tiếc, chuyện như vậy hắn lười làm. Thậm chí bản thân mình cũng không định tiếp tục đi đến đích của khí huyết võ đạo. Dù võ đạo này không xung đột với pháp môn tu tiên nhưng sau đó không đường cũng là một vấn đề rất lớn. Trước khi tìm thấy được đạo có trường sinh và lực lượng tốt hơi tu tiên thì tốt nhất vẫn nên chuyên tâm một đạo, tránh quấy nhiễu. Nhưng mà lại có thể lợi dụng, bồi dưỡng lượng lớn thuộc hạ chuẩn cấp 3. Phương Tịch lâm vào trầm ngâm, ánh mắt của hắn khiến Trương Minh Định cũng thầm phát lạnh trong lòng. Được rồi, ngươi cũng nghi ngơi tốt rồi, nhưng đã chuẩn bị xong chưa? Hắn lại nhìn Trương Minh Định, hỏi, mời Mộc tiên sinh động thủ. Trương Minh Định gượng cười, biết mình không có chỗ trống để phản kháng. Trong phòng tối, bình tâm tĩnh khí, phóng khai tâm thần, nhớ lại từng chuyện trước đó. Trương Minh Định ngồi xếp bằng đối diện Phương Tịch. Lời nói trong miệng của Phương Tịch dường như mang theo loại ma lực nào đó, khiến tâm thần của Trương Minh Định cũng theo đó mà buông lỏng. Hai mắt y kinh ngạc, thậm chí trên mặt còn mang theo sự sợ hãi, nhớ lại chuyện lúc trước. Trong con mắt của Phương Tịch hiện ra hai tia sáng một vàng một xanh, dâm thẳng vào trong đồng tử của Trương Minh Định. Võ đạo không tu thần thức nên thần thức của người này kém ta rất xa, tất nhiên sẽ không thể nào ngăn cản bí thuật. Trong đầu hắn xuất hiện một ý niệm, thần thức hơn xa kết đan sơ kỳ bình thường chui thẳng vào trong thức hải của Trương Minh Định. Sau đó, một đoạn ký ức hiện lên trước mặt Phương Tịch. Lọt vào trong mắt hắn là một ma vực to lớn che khuất bầu trời. Ma vực này bao phủ rất rộng, đã hơn xa phạm vi của một thành, thậm chí chờ một thời gian nữa nó có thể thôn phệ hết tất cả sinh vật ở Đại Lương. Mình đi đến trước ma vực, dùng khí huyết bão đan, oanh kích bên ngoài ma vực. Thế nhưng, huyết long rực rõ gầm giống xông vào ma vực đã bị từng mảng hắc vụ bao phủ, thôn phệ. Quả nhiên thủy tổ yêu ma thụ này lại trưởng thành. Phương Tịch thấy cảnh này, không khỏi thầm thở dài. Cảnh tượng chuyển một cái đã đến 3 năm sau. Trên bầu trời, mây đen giăng kín, chợt hiện ra từng tia chớp chói mắt, đánh xuống yêu ma thụ. Xoẹt xẹt. Vô số lôi quang chói mắt thật giống như dao long, dương nanh múa vuốt xé rách ma vực đen nhánh. Yêu ma thụ cao lớn nhất hiện ra ở trung tâm. Không, đây không phải lôi điện bình thường, mà là thiên kiếp. Phương Tịch thì thào. Loại thiên kiếp này đương nhiên sẽ khủng bố hơn bất kỳ lôi pháp nào, đủ khiến tu sĩ kết đan viên mãn hình thần câu diệt. Từng tầng lôi quan lột bỏ ma vực đến bản thể của thủy tổ yêu ma thụ. Mà trên thân yêu ma thụ có một gương mặt người vặn vẹo xuất hiện. Xoẹt xẹt. Từng nhánh cây to lớn bị lôi điện trong thiên kiếp đánh rớt xuống mặt đất rồi hóa thành tro bụi. Phương Tịch thấy cảnh này, khóe mắt cũng run rẩy. Hắn tự đánh giá, với thân thông bây giờ của mình mà đối đầu loại thiên kiếp này thì chắc chắn cũng sẽ thập tử vô sinh lôi kiếp. Nguyên Anh lại khủng bố như vậy sao? Khó trách dù ở thời kỳ thượng cổ, tu sĩ đại thần thông Nguyên Anh chân quân cũng vậy. Phương Tịch lẩm bẩm trong lòng, hắn đã thấy rõ đại thể. Có lẽ yêu ma thụ đã đến cấp 3 đỉnh phong, sắp đột phá cấp 4, sau đó dẫn đến thiên kiếp của giới này. Thì ra Đại Lương cũng có thiên kiếp. Cái gọi là thiên kiếp, chính là thế giới không cho phép xuất hiện cá thể quá mạnh. Nói không chừng, ma trước kia đều vì nguyên do này mà sau khi cường đại đến mức nhất định sẽ vẫn lạc dưới thiên kiếp. Xem ra uy lực thiên kiếp của thế giới Đại Lương lớn đến mức không bình thường, người độ kiếp đều thập tử vô sinh. Ta còn định lúc độ lôi kiếp Nguyên Anh sau này có thể lợi dụng chư thiên bảo giám tránh một chút. Bây giờ xem ra may mà không thực tiễn.
nếu không có khả năng ta lại tự gài mình. Thế giới Đại Lương không cho phép xuất hiện tồn tại cấp 4. Nếu đến đây tránh kiếp, sau đó đâm đầu vào lôi kiếp mạnh hơn, quả nhiên là tự gây nghiệt không thể sống. Thế giới khác nếu không tìm hiểu rõ ràng thì cũng có thể có bẫy như vậy. Ầm ầm. Đến cuối cùng, điện quang màu tím còn mang theo điểm điểm kim sắc hóa thành lôi kiếp hai màu tử kim kỳ dị. Trong lôi quang dường như còn có từng triện văn màu bạc kỳ dị, ầm ầm đánh xuống. Ầm. Trong lôi hỏa, thân yêu ma thụ bị song sắc lôi kiếp hung hăng đánh xuống hóa thành than. Chương 352, Chủ tính. Thủy tổ yêu ma thụ vẫn lạc dưới song sắc lôi kiếp kỳ dị. Mình ngơ ngác nhìn cảnh này, chờ sau khi lôi điện tiêu tán, lập tức tiến lên, tìm kiếm thi thể thủy tổ yêu ma thụ như điên. Cho bụi, hoang vu, lọt vào tầm mắt, đều là một mảng cháy đen. Phương Tịch đầy hứng thú nhìn tất cả nhưng đang xem một bộ phim thực tế ảo. Sau đó, hắn từ trong vô số cho bụi ở chỗ sâu lòng đất tìm được một hạt kích cỡ khoảng nắm tay, màu xám đen, bên ngoài còn có từng đường vân màu máu. Hạt giống. Thần thức Phương Tịch chợt động, sau đó rời khỏi bức tranh trong thức hải của Minh Định. Thủy tổ yêu ma thụ còn lưu lại hạt giống. Thân hình hắn chợt lóe đã đến phòng ngủ của Trương Minh Định. Sau đó, trong khoảnh khắc chiếc giường lớn kia đã chia năm xẻ bảy, một cái hộp đen hiện ra dưới đó. Trong hư không như có một bàn tay vô hình mở hộp ra, lấy một hạt giống màu xám đen, cơ nắm tay ra. Vừa thấy vật này, hình xăm yêu ma thụ sau lưng Phương Tịch lập tức kích động, thậm chí còn mang theo chút e ngại. Hạt giống thủy tổ yêu ma thụ. Phương Tịch cầm hạt giống này, nhịn không được mà cười lên ha ha. Không ngờ tất cả vậy mà thuận lợi như vậy. Mộc tiên sinh. Sau đó Trương Minh Định bước vào, nhìn cái giường lớn vỡ vụn và ám đạo của mình, cơ thịt trên mặt không khỏi giật giật. Chuyện này ta đã sớm định bẩm báo, vật này cũng muốn hiến cho tiên sinh. Bỏ đi, ngươi làm rất tốt. Phi thường tốt. Phương Tịch cẩn thận dùng ất mộc thần quang bao hạt giống lại, phong ấn vào hộp cao ngọc, lại liên tục đánh lên 18 tấm linh phù. Cho đến khi thu vật này vào trong nhẫn chữ vật thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có vật này thì chuyện gì cũng đáng. Hắn lại nhìn qua Trương Minh Định bên cạnh vẫn đang khom người rất sâu, chợt cười lên, ngươi muốn ban thưởng gì? Làm việc cho tiên sinh, không dám yêu cầu ban thưởng xa vời. Chỉ là từ sau khi Liễu Sử Giả chết đi, một phần người ủng hộ nàng đã thành lập nghịch thần hội, vẫn luôn lén lút làm khó võ thần môn. Trương Minh Định hồi đáp, thế nhưng, nghịch thần hội không đấu chính diện với y, mà ẩn nấp, ám sát, sau đó chuyện chọn lúc y không có ở đây mà gây sự. Chuyện này khiến y rất đau đầu. Nghịch thần hội. Phương Tịch nhìn qua Trương Minh Định, hơi cảm khái. Khí huyết tử đan này và tiên đạo kim đan hoàn toàn không phải là một loại. Đồng thời thần thông còn kém hơn giả đan một bậc. Hơn nữa cũng không biết rất nhiều thủ đoạn của tu tiên giả. Từ trong trí nhớ của y, Phương Tịch còn thăm dò được những thứ khác, biến người này có thể khí huyết bão đan, trong bóng tối đã làm rất nhiều chuyện, cũng có một phen kỳ ngộ khác. Nhưng mà tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Ta dạy cho ngươi mấy tiểu pháp môn, sau khi luyện thành, thuận dây hái dưa, bắt được cái đuôi của những con chuột kia cũng không phải chuyện gì khó. Phương Tịch mỉm cười, lấy một cái ngọc giản ra, dùng thần thức lạc ấn vào đó một số thiên pháp thuật rồi ném qua cho Trương Minh Định. Đa tạ tiên sinh. Trương Minh Định mừng rỡ. Ta chuẩn bị đi nghiên cứu ma một chút, không có chuyện gì đừng đến phiền ta, cô gái họ Hàn kia cũng không tệ, đáng để bạt. Phương Tịch mỉm cười, thân hình như ảo ảnh trong mơ mà tiêu tán. Còn Trương Minh Định dựa theo chỉ điểm của Phương Tịch, đặt ngọc giản lên trán, ánh mắt lập tức trừng lớn, cái này. Đây là tu tiên giới Nam Hoang, trong động phủ ở Hoang Đảo. Phương Tịch đang ngồi xếp bằng, khối linh thạch trung phẩm trong tay đang nhấp nháy linh quang rồi từ từ ảm đạm, cuối cùng hóa thành cho bụi. Khôi phục pháp lực kết đan là nan đề mà. Ở nơi không có linh mạch, đả tọa khôi phục cũng chậm đến mức khiến người khác khó mà chịu nổi, chỉ có thể dựa vào linh thạch để bổ sung. Mặc dù trong túi trữ vật của Phương Tịch vẫn còn một số linh thạch thượng phẩm nhưng hắn không nỡ lãng phí. Hắn suy nghĩ một lúc rồi vỗ túi trữ vật, hai cái hộp hiện ra. Một cái trong đó có dán 18 tấm phù lục linh quang lấp lánh, trong đó chính là một hạt giống thủy tổ yêu ma thụ kia. Phương Tịch thở dài, cất kỹ cái hộp này. Từ sau khi lấy được hạt giống thủy tổ yêu ma thụ thì hắn ở Đại Lương lại nghiên cứu mấy ma khác, cầm tư liệu của Trương Minh Định rồi trở lại tu tiên giới.
Đối với hắn, nơi này mới là nền móng tu tiên của hắn. Còn có cái này. Phương Tịch lại mở một cái hộp ra, trong đó là võ tiên chi đạo mà Trương Minh Định đã chỉnh sửa lại. Võ tiên, xem như thể tu bản kết đan không hoàn, chỉnh, không có thần thông nhục thân, chỉ có thể tính là lực lượng chuẩn cấp 3. Bởi vậy mới có thể dễ dàng bị ất mộc thần quang của ta đánh bại. Nhưng cũng tốt, ít nhất học nó rất nhanh, nhu vầu với tài nguyên cũng nhỏ. Dùng một thế giới làm phòng thí nghiệm công pháp, trăm năm tài bồi, cuối cùng kết được quả không tệ. Phương Tịch suy tư lợi và hại của đạo võ tiên. Bây giờ hắn chỉ nhất trí tiên đạo, không muốn lạc ấn lên cơ thể những đạo đồ loạn thất bát tao gì đó. Vạn nhất những thứ này tạo thành trở ngại cho đạo đồ trong tương lai thì rất không ổn. Cũng may tu tiên giả nhiều thủ đoạn, dù mình không luyện đạo võ tiên này thì cũng có thể lợi dụng. Bồi dưỡng ra lượng lớn thể tu khí huyết võ đạo chuẩn cấp 3 này, hoặc là đợi đến sau này mình có thể tu luyện khôi lỗi hóa thân lại thử, dường như cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng những chuyện này cũng không cấp bách nhất. Cấp bách nhất là ta còn thiếu một linh mạch cấp 3 để tu luyện. Ít nhất cũng là cấp 2 thượng phẩm. Chỉ là như vậy thì tốc độ tinh tiến pháp lực sẽ rất đau lòng. Xem ra, vẫn phải thực hiện kế hoạch lúc trước sao? Phương Tịch suy nghĩ một lúc rồi lấy từ nhẫn chữ vật ra một viên châu có sương mù bao phủ. Chính là Thận Lâu Châu. Hắn niệm chú ngữ, đánh một đạo pháp quyết vào Thận Lâu Châu. Thận Lâu Châu bộc phát từng tia thận khí, bao phủ cả người hắn. Trong nháy mắt, hình dáng, tướng mạo của Phương Tịch đã thay đổi, biến thành bộ dáng của Lưu Tam Thất. Hắn suy nghĩ một lúc rồi lại thi triển bí thuật liễm tức trong Khô Vinh Quyết, ba động pháp lực cũng kết đan sơ kỳ xuống đến trúc cơ. Tiếp theo Phương Tịch ung dung mở cửa phòng bế quan bước ra ngoài. Ục ục. Đại Thanh quay đầu lại, thấy Lưu Tam Thất thì mắt cá chết chợt trừng lên, há miệng định phun cột nước công kích. Dù sao Lưu Tam Thất này không chỉ có khí tức pháp lực, mà cả thần thức cũng giống nhau như đúc. Nhưng một khắc sau, nó lại cảm thấy không đúng. Từ trên người Lưu Tam Thất này tản ra ba động của chủ phó khế ước. Đây là chứng cứ lớn nhất để linh thú phân biệt chủ nhân. Đủ loại trong này khiến Đại Thanh cũng bị ngớ ngẩn rồi, trên mắt cá chết dường như có đương vân chuyển động như nhang mũi. Không tệ, ngay cả linh thú cũng xém chút không nhận ra ta. Phương Tịch cười ha ha, lại bấm niệm pháp quyết, lập tức biến thành một thanh niên nam tử tu vi khoảng trúc cơ trung kỳ có ngũ quan bình thường. Hắn vỗ túi linh thú, thu thanh giác ngư long lại rồi hóa thành một đạo thanh hồng trong nháy mắt bay khỏi hoang đảo này. Mộc Quốc, quốc gia này ở hướng đông nam của Việt Quốc, bị ngăn cách bởi Vạn Thú Sơn Mạch. Thông qua Bạch Trạch Tiên Thành hoặc là mấy phường thị quan ải thì đối với Phương Tịch bây giờ là rất dễ. Bạch Trạch Tiên Thành. Nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy lúc đi ngang qua tiên thành, mặt của Phương Tịch bên trong thanh sắc trường hồng không khỏi hiện ra vẻ phức tạp. Bây giờ tiên thành đã hoàn toàn trở thành bộ dáng của thành lũy chiến tranh, lại không còn chút khí tượng phường thị tự do, thành của tán tu nào. Rất nhiều đệ tử của Thanh Mộc Tông và Huyền Thiên Tông đóng quân ở đây, dựa vào trận pháp cấp 3 và linh mạch trở thành tuyến đầu chống cự Di Lăng Cốc. Nếu nơi này vẫn là thành của tán tu thì cũng là một chỗ tu luyện không tệ. Phương Tịch nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định phải gia nhập một thế lực kim đan để cạ cạ linh mạch cấp 3. Đương nhiên phải là thân phận khác. Chuyện này nhìn như còn không bằng đồng ý đề nghị của Lục Thanh nhưng thật ra rất khác nhau. Một bia ngắm ngoài sáng, một có thể giấu ở trong bóng tối thong thả ngồi xem phong vân biến hóa. Hơn nữa nếu có gì không đúng thì có thể tiêu sái chạy đi. Ba mục tiêu trước mắt là Huyền Thiên Tông, Di Lăng Cốc, còn có Thanh Mộc Tông. Tinh quang nhấp nháy trong mắt Phương Tịch. Không sai, Di Lăng Cốc cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Nhưng mà ngẫm lại, nội tình của Di Lăng Cốc thâm hậu còn có quan hệ với Hỗn Nguyên Tông. Nói không chừng chỗ đầu tiên mà tu sĩ cao giai ngoại lai đặt chân chính là tông này, luôn có chút phiền toái, bởi vậy bỏ qua. Mà cái thứ hai Huyền Thiên Tông, thắng ở chỗ Trương Trúc Thịnh Trương Lão Tổ còn có thể chống đỡ được 200 năm nữa, chắc chắn rất ổn định. Nhưng vẫn còn một lão quỷ. Đối với người này, Phương Tịch vẫn dùng thái độ cẩn thận, lại không biết lai lịch, nói không chừng sẽ có bí thuật gì đó phát hiện được mình ngụy trang. Kết hợp chút vết tích phát hiện được ở Phỉ Thúy Đảo lần trước, nội tình của lão quỷ này rất không đơn giản. May mà lần trước ta không mạo mũi động thủ, bắt lại người này mà lại kết xuống chút giao tình. Tính toàn diện thì cũng chỉ còn Thanh Mộc Tông. Lục Thanh không đến 2 năm nữa sẽ tọa hóa. Dù có đại trận cấp 3 nhưng ai có thể hạn chế được ta. Thanh Mộc Tông lấy công pháp hệ mộc lập nghiệp,
đúng là có chút khả năng có bí thuật và thứ có tác dụng với hắn. Đương nhiên, mặc dù không thể được hưởng động phủ hạch tâm nhất ở linh mạch cấp 3 nhưng ở bên ngoài cả cả thì cũng không tệ. Dù sao hắn còn định ở trên linh mạch cấp 2 khổ tu mấy trăm năm mà. Nếu bị xung đến Bạch Trạch Tiên Thành đóng giữ thì thật ra cũng có thể tiếp nhận. Thanh sắc Trường Hồng liên tục nhấp nháy, Phương Tịch hóa thân tu sĩ trúc cơ thanh niên đã tiến vào địa giới của Mộc Quốc. Điểm khác biệt lớn nhất của nước này với Việt Quốc là nó có thảm thực vật vô cùng phong phú, khắp nơi đều có thể thấy được rừng cây xanh um. Hơn nữa dù nhà của dân chúng tầm thường cũng thích trồng trong sân hoặc ngoài cổng chút hoa hoa thảo thảo, phóng mắt nhìn qua, một mảng màu xanh khiến Phương Tịch cũng cảm thấy tâm thần thanh thản. Phương thị Lục Hồ. Phương thị này do một thế gia trúc cơ của Mộc Quốc dựng lên, trải qua trăm năm không suy đã để lại danh tiếng ở phụ cận, sinh ý xem như không tệ. Ngày hôm nay, độn quang của Phương Tịch hạ xuống từ xa, lại thu liễm khí tức lần nữa, biến thành tu sĩ luyện khí, thản nhiên giao nạp phí tổn rồi tiến vào Phương thị. Tiếp theo, chính là tìm cướp tu luyện khí viên mãn, luyện thành mộc khôi lỗi để lấy ký ức, sau đó ngụy trang thành người này. Cuối cùng bế quan, tuyên bố tự trúc cơ thành công. Dựa vào bản lĩnh ngụy trang của ta bây giờ, dù ở Lục Thanh ở trước mặt thì cũng khó mà nhìn thấu. Các bạn đang nghe truyện cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 353, hội trao đổi. Đạo hữu, đến xem thử pháp khí thượng hạng đi. Đan dược. Đan dược từ Thanh Mộc Tông đến đây, đan độc ít nhất, bảo đảm chất lượng. Tiểu ca ca, lên lầu nghe ta hát đi. Cảnh tượng trong phường thị Lục Hồ ồn ào náo nhiệt. Phương Tịch phóng thần thức ra, đảo một vòng thì lắc đầu tiếc nuối. Phương thị của Mộc Quốc cũng không khác gì Việt Quốc, cũng chỉ nhiều hơn chút pháp khí hệ mộc và đan dược mà thôi. Nhưng mà những oanh oanh yến yến này như có phong tình đặc biệt. Đạo hữu xin dừng bước. Đúng lúc này, phía trước của hắn có một người bước đến, vẻ mặt đầy khiêm tốn và lấy lòng. Xem tu vi, chỉ là luyện khí tầng 3. Phương Tịch quan sát người này, chỉ thấy đối phương khoảng 30-40 tuổi, mặc một bộ pháp bào hơi cũ, trên mặt có chút không thành thật. Bây giờ tu vi Phương Tịch lộ ra không thấp cũng không cao, ở luyện khí tầng 9, trong tu sĩ cấp thấp tuyệt đối đã xem như cao thủ. Ngươi có chuyện gì? Hắn dừng bước lại, giọng nói lãnh đạm mang theo một tia tránh người ngoài ngàn dặm. Ha ha! Đạo hữu không cần phải lo lắng, ta là tu sĩ bản Phường thị, tên là Phong Chính, chuyên phục vụ tu sĩ ngoại lai. Với tu vi công pháp của đạo hữu, chắc hẳn những thứ hàng phổ thông này cũng không lọt vào mắt đúng không? Phong Chính cười ha hả hỏi thăm. Thì ra là vậy, xem ra ngươi có một số đường dây bí điểm hoặc là hội trao đổi muốn đề cử phải không? Ánh mắt Phương Tịch chợt lóe, cười hỏi. Đúng là vậy. Phong Chính liên tục gật đầu, đúng lúc bản nhân biết được một hội trao đổi tư nhân sắp cử hành. Tu sĩ tham gia đều là cao thủ luyện khí hậu kỳ trở lên như đạo hữu, không biết đạo hữu có hứng thú không? Nếu đạo hữu đạt được mong muốn, mua được đồ trong lòng, đến lúc đó khen thưởng tiểu nhân vài linh tinh là được rồi. Đi trước dẫn đường. Phương Tịch mỉm cười, như vậy rất hợp tâm ý của hắn. Mời. Lúc này, trên mặt của Phong Chính hiện ra sự vui vẻ, dẫn Phương Tịch đến trước một trà lâu. Hội trao đổi ở trong gian bao xương nào đó trên lầu 2, đạo hữu chỉ cần chú ý tiêu ký linh khí ở cửa là được. Phong Chính chắp tay, cũng không cùng vào trà lâu. Phương Tịch cũng không quan tâm, đi thẳng lên lầu 2, tìm đến gian bao xương có tiêu ký đối ứng. Thần thức của hắn đảo qua, vẻ mặt như nghĩ đến gì đó, thú vị. Thú vị, hắn suy nghĩ một lúc rồi đẩy cửa ra bước vào trong. Trong bao xương đang có 7-8 tu sĩ ngồi đó, tản ra 3 động luyện khí hậu kỳ thậm chí đại viên mãn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua. Phương Tịch cười tươi, những tu sĩ luyện khí đang ngồi đây, có người giấu đầu lòi đuôi, có người thì thoải mái bày ra dung mạo. Ha ha! Chúng ta tổ chức hội trao đổi chỉ lo người không đủ nhiều, một thân tu vi của đạo hữu đã đến luyện khí tầng 9, đương nhiên đủ gia nhập. Một tu tiên giả ngậm tẩu thuốc, mặt có nhiều nếp nhăn, dáng vẻ như lão nông mở miệng trước. Một thân tu vi của lão đã đến luyện khí viên mãn, lời lão vừa nói cũng không có ai phản đối. Phương Tịch chắp tay nói đa tạ rồi thuận thế ngồi xuống. Lúc này, một mỹ phụ nhân mới lấy ra một món giáp da màu đen, lực phòng ngự của cái giáp da này tuyệt đối hơn pháp khí cực phẩm. Chỉ đổi Long Huyền Thảo, một gốc là được. Ai,
Tuy rằng hàn tê giáp của Quế Phu Nhân tốt nhưng Long Huyền Thảo chỉ sinh trưởng ở nơi có yêu thú giao long xuất hiện, quả thật khó mà tìm được, hay là trên người lão hữu còn một số linh thạch. Một người mặc đồ viên ngoại, đeo mặt nạ khỉ cười ha ha nói, không cần, thiếp thân chỉ đối Long Huyền Thảo. Quế Phu Nhân nhìn lướt qua mọi người ở đây vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Phương Tịch mới đến. Thấy vẻ mặt của hắn tờ ơ thì cuối cùng đành hậm hực ngồi xuống. Tiếp theo đến phiên bản nhân, một người đội mũ rộng vành đứng dậy, bày ra một sợi lông vũ xanh. Lông vũ này dành khoảng cánh tay của người trưởng thành, trên đó có từng tia hào quang xanh lưu động nhìn dáng vẻ rất bất phàm. Lông vũ của một con chim không biết tên, nghi là xuất từ yêu thú cấp 2. Đổi một bình đan dược có thể tăng tiến tu vi. Giọng nói khàn khàn của người đội mũ rộng vành vang lên. Nhìn hình dáng của lông vũ này đúng là hơi bất phàm. Quế Phu Nhân hơi động tâm nhưng lại tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc chỉ có một sợi, không đủ để luyện chế pháp khí thất vũ phiến. Xem ra, dường như cô ta tinh thông luyện khí. Ta đổi. Tử sắc chợt lóe trong mắt của Phương Tịch, lại chợt mở miệng, ném ra một cái bình ngọc, ngươi xem thử đan dược trong bình này có dùng được không. Người đội mũ rộng vành tiếp nhận bình ngọc, vừa mở nắp ra thì một cỗ đan hương ngọt ngào đã lan ra cả phòng. Đủ rồi. Y vội vã nhận đan dược rồi đưa lông vũ cho Phương Tịch, dường như vẫn chưa cam lòng nên hỏi thêm, đạo hữu nhận ra loại lông chim này sao? Không phải, chỉ là cảm thấy có chút thú vị thôi. Phương Tịch lấy một hộp ngọc ra, bỏ sợi lông vũ xanh vào, nhưng trong lòng thì hơi xúc động, cuối cùng lúc sắp 200 tuổi cũng để ta nhặt được đồ tốt. Hắn từng giết rất nhiều yêu thú cấp 2, đương nhiên nhìn ra được, sợi thanh vũ này tuyệt đối không phải thứ mà yêu thú cấp 2 có thể có. Chính là vật của yêu vương cấp 3 hàng thật giá thật. Mặc dù linh lực hệ hỏa ngưng tụ trên đó rất yếu nhưng rất tinh thuần, chính là vật bất phàm. Người đội, mũ rộng vành không nhận được câu trả lời thỏa mãn, cũng không truy cứu mà ngồi xuống ánh mắt liên tục nhấp nháy nhìn Phương Tịch. Bản nhân bán ra một viên duyên thọ đan cấp 2, cần 3 khối âm huyết thạch. Viên ngoại đeo mặt nạ khỉ đứng dậy, bày ra với mọi người một cái bình ngọc. Vậy mà là đan dược gia tăng tuổi thọ cấp 2, dùng một viên có thể tăng đến 10 năm thọ nguyên. Dù đối với đại tu trúc cơ cũng có tác dụng. Tu sĩ ở đây đều lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Đối với tu tiên giả có thể sống lâu mới là bản lĩnh lớn nhất. Phương Tịch nhìn qua thì lại không hề bị lay động. Đan dược tăng thọ nguyên cấp 2 đối với kim đan chân nhân là vô dụng, trừ phi là cấp 3. Nhưng đan dược tăng thọ nguyên cấp 3 e là đã sớm bị Thanh Mộc Tông đoạt rồi mang cho Lục Thanh sử dụng. Âm huyết thạch quá hiếm thấy, không biết đạo hữu có nhận linh thạch trung phẩm không? Ta có một bình máu quỷ thiếu, một bình quy nguyên đan đạo hữu có muốn đổi không? Trong nhất thời, những tu sĩ ở đây đều chào giá. Nhưng viên ngoại đeo mặt nạ khỉ chỉ lắc đầu, lão phu tu luyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cần gấp âm huyết thạch để giữ mạng. Đạo hữu không lấy ra được thì trở về đi. Trong nhất thời, tất cả tu sĩ đều thất vọng ngồi xuống. Sau khi hội trao đổi kết thúc về sau, các tu sĩ đều rời khỏi trà lâu. Phương Tịch tùy ý ném ra một khối linh thạch hạ phẩm, đuổi Phong Chính đầy sợ hãi lẫn vui mừng đi rồi sờ cằm. Một khắc sau, hắn đi vài bước rồi rẽ vào một hẻm nhỏ. Trong phường thị Lục Hồ tiếp diễn tập tục của thế gian, khắp nơi đều có hoa nở đầy đất, dây leo quấn lương. Thân hình Phương Tịch chợt lóe, đã chui vào trong một cây cổ thụ, biến mất không thấy gì nữa. Mộc độn thuật. Lão viên ngoại đeo mặt nạ khỉ cũng rẽ vào hẻm nhỏ rồi chợt quay đầu, các hạ theo sau lão phu nãy giờ, chẳng biết có chuyện gì. Hắc khí chợt lóe ở sau lưng lão, một bóng người toàn thân đều có hắc vụ bao phủ xuất hiện. Bóng người này Phương Tịch cũng gặp trong hội trao đổi, lúc này y vung tay lên, ba tảng đá đen nhánh có mang theo vết máu bay qua lão viên ngoại, âm huyết thạch ở dây, lấy duyên thọ đan ra đi. Thì ra là đến giao dịch. Đạo hữu cần gì phải làm như vậy khiến lão phu sợ hết hồn. Lão viên ngoại đeo mặt nạ khỉ cẩn thận kiểm tra âm huyết thạch rồi mới gật đầu hài lòng, vỗ túi chữ vật. Lấy một cái bình ngọc ra, cũng ném cho người trong hắc vụ, duyên thọ đan cấp 2, đạo hữu có thể kiểm tra. Không sai, chính là vật này, đạo hữu là người sảng khoái. Người trong hắc vụ ôm quyền, giao dịch quý giá, không thể không giữ bí mật. Cáo từ, bước chân của y rất nhanh, thoáng cái đã biến mất trong hẻm. Người trong hắc vụ bước ra hẻm lại thì đã thay đổi hình dạng khác, biến thành một lão giả một mắt, tiến vào một cửa hàng nhỏ ven đường. Không lâu sau, lão giả một mắt này bước ra, lẫn vào dòng người.
Lại qua mấy canh giờ, ở sau cửa hàng có một gã sai vặt mặc thanh y rời khỏi, rất tùy ý bước ra khỏi phường thị. Chờ sau khi rời khỏi phường thị mấy chục dặm, trên người gã sai vặt mặc thanh y này xuất hiện từng tia hắc khí. Tu vi cũng bạo tăng đến luyện khí viên mãn, phóng ra một pháp khí thiết điểu đen nhánh, bắt đầu ngự khí phi hành. Người này rất cẩn thận che giấu độn quang, lại lượn vài vòng mới đi vào một thành trì của người phàm rồi hạ xuống một căn nhà hoang rách nát. Từ bên ngoài nhìn qua nhà hoang thì rất hang vu, nhưng sau khi tiến vào hậu hoa viên lại có động thiên khác, dường như đã thị triển loại chướng nhãn pháp nào đó. Thanh Thanh cô nãi nãi, ta đến rồi. Tu sĩ luyện khí viên mãn bước đến trước một căn phòng, hành lễ ngoài cửa, lần này đến phường thị, không những mua được vật tư trong ngọc giản mà còn mua được một viên duyên thọ đan cấp 2. Thật sự rất may mắn. Một tiếng cọt kẹt, cửa gỗ đã mở ra, một thiếu nữ khí chất như khói, gương mặt như tiên nữ trong tranh bước ra. Chỉ là lúc này, ba búi tóc đen của nàng đã trở nên nửa bạc, ánh mắt của nàng thanh tịnh, tiểu tử ngốc, ngươi trúng kế rồi. Cái gì? Người này quá sợ hãi nhìn xung quanh. Ha ha! Tư đồ đạo hữu không hổ là thủ lĩnh diệt thiên minh lúc trước, bảo đao chưa già, còn hơn năm đó nha. Một bóng người đang lơ lửng trên không, tản ra ba động trúc cơ hậu kỳ cường đại, trên mặt lại đeo mặt nạ khỉ, chính là lão viên ngoại trước đó đã giao dịch duyên thọ đan. Ngươi là người Thanh Mộc Tông? Tư đồ Thanh Thanh khàn giọng nói, thượng tông, ha ha, một cái thượng tông tốt. Thanh lão quỷ sắp tận thọ, lại thanh lý trúc cơ viên mãn của thế lực phụ thuộc, ngay cả người bị tổn hại đạo cơ như ta cũng không bỏ qua. Khụ khụ, mỗi lần nàng nói một câu thì pháp lực trên người bắt đầu ba động kịch liệt, chỉ là khí tức phù phiếm, dáng vẻ như trọng thương. Yêu nữ, Thanh Mộc Tông ta sao có thể làm đồng bọn với ma đạo? Còn không mau nhận lấy cái chết. Trúc cơ mặt khỉ hừ lạnh, phóng ra một món dị bảo. Ong, một tấm kính bay ra, chiếu xuống phương viên mấy chục dặm. Dưới ánh sáng của kính chiếu xuống, những cấm chế ảo thuật trong hoa viên như là tuyết xuân gặp mặt trời, nhanh chóng bị hòa tan. Đây rõ ràng là một món dị bảo chuyên phá huyễn thuật. Chương 354, Thanh Thanh. Thật, náo nhiệt nha. Trên một cây hòe, Phương Tịch đứng trong tán cây, im lặng nhìn đại chiến trúc cơ phát sinh trong căn nhà hoang, không ngờ lại gặp được người quen, Tư Đồ Thanh Thanh. Trước khi hắn vào bao xương đã dùng thần thức đảo qua tu sĩ trúc cơ của Thanh Mộc Tông đã ngụy trang thành luyện khí kia, bởi vậy mới có hứng thú. Đồng thời cũng phát hiện trên thân người trong hắc vụ ra có khí tức của công pháp ma đạo. Nếu đổi thành người khác có lẽ hắn không thể nào xác nhận, nhưng ai bảo đối phương tu luyện hết lần này tới lần khác lại là ngũ cực nguyên ma công mà hắn rất quen thuộc chứ. Bởi vậy sau khi hội chào, đổi kết thúc Phương Tịch đã đi theo hai người này, gặp cảnh trúc cơ Thanh Mộc Tông câu cá kia. Mặc dù thanh niên Tư Đồ ra rất cẩn thận nhưng dưới thần thức của trúc cơ thì không có chỗ che thân. Nhưng mà, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, tên trúc cơ Thanh Mộc Tông kia bất kể thế nào cũng không ngờ sẽ có một vị kết đan lão tổ nhàm chán trốn trong tối theo dõi y như vậy. Phương Tịch chợt thấy một màn hí kịch, tu vi của Tư Đồ Thanh Thanh vốn rất cao nhưng lúc này bản thân lại bị trọng thương. Dường như cũng chỉ có thực lực của trúc cơ trung kỳ, huyễn linh căn chỉ am hiểu huyễn thuật và ẩn giấu chứ không am hiểu đấu pháp chính diện. Sau khi bị dị bảo thú vị này phá huyễn thuật, nàng đối đầu trực diện với trúc cơ hậu kỳ thì có thể nói đã rơi vào hạ phong toàn diện. Phương Tịch cứ lẳng lặng nhìn như vậy, vẫn chưa nhúng tay vào. Mặc dù Tư Đồ Thanh Thanh có quen biết với hắn nhưng cũng không thân. Định quang kính. Tư Đồ Thanh Thanh thấy dị bảo kính bạc thì thần sắc đại biến. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên Thanh Mộc Tông muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta hận. Ta hận vì sao mình lại xuất lực cho Thanh Mộc Tông, còn vì chuyện này mà bỏ qua thù hận của gia tộc. Năm đó, Tư Đồ gia bị Huyền Thiên Tông thúc đẩy mà diệt môn khiến nữ tử này ăn đau khổ. May mà khi nàng đến Mộc Quốc được Thanh Mộc Tông âm thầm giúp đỡ mới có thể di chuyển gia tộc vào Mộc Quốc tu dưỡng. Dù sao năm đó Thanh Mộc Tông vẫn đang đối đều với Huyền Thiên Tông nên làm chuyện này là đương nhiên. Bởi vậy mà Tư Đồ Thanh Thanh cũng dốc sức cho Thanh Mộc Tông, bất kể quấy đục hồ vạn đảo hay là đại chiến bộc phát sau này đều đích thân dẫn người vào Việt Quốc. Cướp bóc, đốt giết, thậm chí cuối cùng còn đánh giết trưởng môn đời trước của Huyền Thiên Tông, xem như báo nợ máu cho gia tộc. Thế nhưng, tình hình sau đó đột ngột chuyển biến, Di Lăng Cốc xâm lấn hai nước, Thanh Mộc Tông lại liên thủ với Huyền Thiên Tông.
Quyết định của Kết Đan lão tổ dù Tư Đồ Thanh Thanh không muốn thì cũng chỉ có thể tuân theo, tạm thời buông bỏ thù hận. Nhưng không ngờ, kết quả chào đón nàng lại là thỏ khôn chết nấu chó săn. Lục Thanh lôi kéo Phương Tịch Không Thành lại chưa bồi dưỡng được vị kết đan thứ hai trong Thanh Mộc Tông, dù là giả đan. Đương nhiên chỉ có thể chuẩn bị hậu sự cho bản thân. Dựa vào trúc cơ viên mãn và đại trận cấp 3 trong tông môn, tạm thời giữ vững cơ nghiệp cũng không vấn đề gì. Tiếp theo chính là xử lý một số nhân tố không ổn định trong Mộc Quốc. Tỷ như trúc cơ viên mãn có khả năng kết đan và thế lực ma đạo. Tư đồ gia bất hạnh lại nằm trong danh sách đó. Trước đó Tư đồ Thanh Thanh đã lọt vào mai phục bị đánh trọng thương, lúc này mới bất đắc dĩ trốn vào nhân gian để dưỡng thương. Thậm chí bởi vì nàng thi triển bí thuật, nguyên khí hao tổn quá nhiều, xém chút đã tọa hóa, nên thanh niên Tư đồ gia kia mới nóng lòng mua duyên thọ đan cấp 2 cho nàng. Lại không ngờ, duyên thọ đan cũng là cạm bẫy. Lúc này, dưới ánh sáng của định quang kính tất cả huyễn thuật đều không có tác dụng. Trúc cơ mặt khỉ khống chế một bộ linh khí phi đao, đang mạnh mẽ công kích Tư đồ Thanh Thanh. Người thanh niên lúc trước ở bên cạnh Tư đồ Thanh Thanh đã đầu một nơi thân một nẻo. Gia chủ, bảo vệ gia chủ, liều mạng với hắn. Mấy tộc nhân cuối cùng của Tư đồ gia ở trong nhà hoang thấy cảnh này thì nhao nhao nổi giận gầm lên, thi triển bí thuật. Có người đôi mắt trực tiếp đỏ lên, làn da xanh đen, dường như đã chuyển hóa bản thân thành cương thi, đánh qua trúc cơ mặt khỉ. Không, không được. Sắc mặt Tư đồ Thanh Thanh khẩn trương, khống chế một cây tiểu phiên tỏa ra quang mang đen nhánh, khó khăn lắm mới có thể bảo vệ bản thân, sau đó thấy từng thân tộc mất mạng dưới phi đao. Thấy vậy, trên mặt nàng lập tức hiện ra mấy đạo hắc khí, có răng nanh sinh ra như đã trở thành ác quỷ mặt xanh nanh vàng. Minh hóa thuật, ngươi lại có thể thi triển, không muốn sống nữa sao? Trúc cơ mặt khỉ nhanh chóng lùi lại, dáng vẻ như rất kiêng kỵ, y triệu hồi ra một tấm thuẫn mai rùa màu xanh to lớn để thủ hộ mình. Trong nháy mắt tiếp theo, có ngọn lửa đỏ thẫm bộc phát trong nhà hoang, một đạo quang trụ thẳng tắp đánh trúng định quang kính, khiến kính này rên rỉ rồi rơi xuống mặt đất. Từng bóng người trong nhà hoang bay lên, chạy ra bốn phương tám hướng, rõ ràng tất cả đều là Tư đồ Thanh Thanh. Trúc cơ mặt khỉ kia mặt mày xám xịt đuổi theo, cuối cùng mình đuổi theo chỉ là một hư ảnh huyễn thuật thì không khỏi hậm hực trở về. Huyễn linh căn phối hợp với bí thuật ma đạo. Quả thật không tệ, dù lúc ta ở trúc cơ nếu không cẩn thận thì cũng sẽ nhìn lầm, nhưng bây giờ thì không. Phương Tịch phóng thần thức ra, bao phủ phương viên mấy chục dặm, không nhanh không chậm theo sau lưng của Tư đồ Thanh Thanh. Tư đồ Thanh Thanh bay ra mấy trăm dặm, cuối cùng chống đỡ không nổi nữa mà ngã xuống một sườn núi. Tổ cô nãi nãi, tổ cô nãi nãi. Trong ngực nàng còn có một tiểu nữ hài đang điềm đạm đáng yêu kêu lên. Bất chợt ánh mắt của nữ hài hoa lên, đã nhìn thấy thanh quang chợt lóe, một bóng người dường như đi ra từ bụi cỏ. Nó lập tức ngăn trước mặt Tư đồ Thanh Thanh, nãi thanh nãi khí kêu, không được làm hại tổ cô nãi nãi của ta. Tổ cô nãi nãi. Khóe miệng Phương Tịch giật giật, sờ gương mặt trơn bóng của mình lại nhìn Tư đồ Thanh Thanh tóc hoa râm, không khỏi thở dài, chúng ta đều già rồi. Gió đêm hơi lạnh, Tư đồ Thanh Thanh run lên, tỉnh lại. Nàng mở mắt ra đã nhìn thấy ánh trăng sáng rực, dường như mình đang nằm trên bãi cỏ nào đó. Bốn phía có hương thơm của cỏ cây phiêu tán khiến nàng cảm thấy yên tĩnh tường hòa. Tư đồ tiểu hữu, cuối cùng ngươi đã tỉnh rồi. Giọng nói của người trẻ tuổi truyền đến khiến Tư đồ Thanh Thanh giật mình. Nàng vội đứng dậy, đã thấy một người mà nàng hoàn toàn không ngờ đến đang đứng chắp tay nhìn ánh trăng. Ở dưới chân của đối phương còn có một tiểu nữ hài đang nằm ngáy o o. Bái kiến, Phương lão tổ. Nhìn Phương Tịch đã bỏ ngụy trang, thần sắc của Tư đồ Thanh Thanh không khỏi trở nên vô cùng phức tạp, sau đó hành đại lễ, đa tạ lão tổ đã cứu giúp. Ta cũng không cứu ngươi mà tự ngươi xông khỏi vòng vây. Phương Tịch lắc đầu, tiếc là khí huyết bây giờ của người đã suy yếu vô cùng, e lẽ sẽ tọa hóa trong chốc lát nữa. Đúng vậy, ta sắp chết rồi. Dường như Tư đồ Thanh Thanh nghĩ đến gì đó, vỗ túi chữ vật, một viên duyên thọ đan cấp 2 hiện ra. Viên đan dược này nhìn như bình thường nhưng thật ra bên trong hoàn toàn không có sinh cơ. Chỉ là một viên đan dược giả. Phương Tịch lắc đầu, bình tĩnh nói. Xem ra, hôm nay, Thanh Thanh thật sự sẽ toi mạng ở đây rồi. Tư đồ Thanh Thanh lộ ra nụ cười thê lương, có thể được chân nhân tiên Thanh Thanh một quãng đường. Thanh Thanh thật sự có phúc. À, ta có một câu muốn hỏi ngươi. Phương Tịch chợt mở miệng,
Mấy năm gần đây Nguyễn Tinh Linh, Nguyễn đảo chủ có từng đến tìm ngươi không? Nếu đã gặp thì hắn cũng không ngại hỏi một câu, dù sao cũng vất vả theo dõi lâu như vậy rồi mà. Nguyễn tỷ tỷ, tỷ ấy không ở Hồ Vạn Đảo sao? Tư Đồ Thanh Thanh kinh ngạc. Phương Tịch phóng thần thức ra, không bỏ qua bất kỳ biểu lộ nhỏ bé nào của Tư Đồ Thanh Thanh. Như vậy, Nguyễn Tinh Linh thật sự quyết tâm kết đan, nếu hoàn toàn tuyệt vọng thì trước khi nàng hao hết thọ nguyên chắc chắn sẽ giết đến võ quốc để báo thù cho đồ đệ Nguyễn Đan. Phương Tịch nói thầm, sau đó đứng chắp tay không dự định cứu giúp gì cả, chuẩn bị nhìn Tư Đồ Thanh Thanh tọa hóa. Tư Đồ Thanh Thanh nhìn Phương Tịch lại chợt quỳ xuống, thiếp thân còn có một chuyện khẩn cầu. Là vì tiểu nữ hài này sao? Phương Tịch nhìn tiểu nữ hài đang ngủ mê mang, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đứa bé này là cốt nhục trực hệ còn lại duy nhất của Tư Đồ gia. Thiếp thân cũng không dám xin chân nhân thu nhận, chỉ xin ngài có thể cho nó một chỗ dung thân. Tư Đồ Thanh Thanh cầu xin thê lương, nếu muốn một chỗ dung thân, chẳng phải đơn giản sao? Tiện tay tìm một nhà giàu sang trong thành trì của phàm nhân đưa nó đến là được rồi. Khóe miệng Phương Tịch vẽ ra một đường cong, làm một phàm nhân, thái thái bình bình sống hết đời cũng chưa chắc không tốt. Về phần bản tọa, đã quyết định rời khỏi ba nước, không thể dẫn nó theo làm vướng víu. Trong mắt Tư Đồ Thanh Thanh không khỏi đầy tuyệt vọng. Nhưng dù sao nàng cũng đã sống gần 200 năm nên tính tình vẫn cứng cỏi, nếu vậy thì cũng không còn cách nào. Ta rất hận, vì sao ông trời bất công, khắc nghiệt với Tư Đồ gia ta như vậy? Vì sao năm đó ta không thể trúc cơ, không thể kết đan? Ngươi trúc cơ là dùng bí pháp huyết tế mà thành, đương nhiên sẽ không thể nào kết đan. Phương Tịch thở dài, mặc dù ta là huyễn linh căn nhưng lại là linh căn hạ phẩm. Luận tốc, độ tu hành còn kém hơn cả ngũ hành linh căn trung phẩm, năm đó trúc cơ cũng thất bại mấy lần. Nếu không thi triển bí pháp đạo tiên cơ thì sao có thể trúc cơ thành công? Chỉ là một khi thi triển bí pháp này thành công thì vĩnh viễn sẽ vô vọng kết đan. Có thể thành đạo trúc cơ, giết kẻ thù, cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện. Cuối cùng Tư Đồ Thanh Thanh nhìn tiểu nữ hài đang ngủ, trong miệng bắt đầu ngâm nga ca dao không biết tên. Pháp lực trên người nàng đang tiêu tán, làn da cũng lão hóa, nhão đi. Rõ ràng là dấu hiện sắp tọa hóa. Phương chân nhân, xin trả lời vấn đề cuối cùng của ta. Người ở ngoài phường thị Thanh Trúc Sơn năm đó. Giọng của Tư Đồ Thanh Thanh càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng thở ra một hơi dài, cả người co lại. Chỉ sợ ngươi đã tự đa tình, lúc đó ta chỉ gặp kẻ thù nên rất đỏ mắt mà thôi. Phương Tịch thở dài, bắn chân hỏa ra, thiêu Tư Đồ Thanh Thanh thành cho bụi, hắn chợt vẫy tay. Một cái túi chữ vật đã rơi vào trong tay của hắn. Hôm sau, một đạo thanh sắc độn quang mang theo một tiểu nữ hài, lóe lên vài cái ở đỉnh núi vô danh này rồi biến mất. Trên đỉnh núi vô danh, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một ngôi mộ, phía trước có một tấm bia không chữ dựng thẳng. Gió thổi nhẹ, vài cánh hoa trắng tinh rơi xuống bia không chữ. Các bạn đang nghe chuyện cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 355, Huyền Hỏa Ma Cương. Lãi tiễn một cố nhân, trong một động phủ tạm thời. Phương Tịch thở dài, bên người đã không còn bóng dáng nữ hải mồ côi của Tư Đồ gia nữa. Đương nhiên là hắn đã tiện tay tìm một thành trì của phàm nhân rồi đưa tiểu nữ hải kia cho một gia đình, còn bỏ lại rất nhiều vàng bạc. Dù sao hắn cũng không thể nào mang theo vương víu bên người, còn là vương víu không sao nói rõ được. Tư Đồ gia cũng quá thê thảm. Mặc dù có nhân tố của mình trong đó nhưng xem ra ma đạo ở trong ba nước không có bao nhiêu đất diễn, đều thuộc loại dùng xong rồi vứt. Huyền Thiên Tông lợi dụng Tư Đồ gia, Thanh Mộc Tông cũng lợi dụng Tư Đồ gia. Lúc này, viên minh châu cỡ nắm tay ở trên vách tường tỏa ra ánh sáng chói mắt. Phương Tịch trầm ngâm, trước tiên lấy sợi lông vũ xanh ra ngoài. Hắn chợt lật tay lại mở cái hộp đựng phượng tê ngô đồng mộc ra. Lông vũ đến bên cạnh linh mộc cấp 4 này, ánh sáng màu xanh trên đó lập tức thịnh hơn, nó tỏa ra ánh sáng càng lung linh hơn. Quả nhiên không phải thứ tầm thường, đáng tiếc, quá ít. Lúc trước chỉ lo theo dõi người Tư Đồ gia lại quên hỏi tu sĩ kia lấy được thứ này ở đâu. Phương Tịch sờ cằm, nhưng mà không thể nào thoát được phạm vi vạn thú sơn mạch. Chỗ sâu trong sơn mạch này lại có một yêu vương thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng sao? Yêu vương huyết mạch phổ thông chưa chắc là đối thủ của kết đan. Nhưng yêu vương có huyết mạch đặc thù thì không, chắc.
đặc biệt là loại chân linh như rồng, phượng, dù chỉ là một tia huyết mạch vô cùng ít thì ở cấp độ kết đan cũng rất ghê gớm. Lại liên tưởng đến lúc trước Bạch Phong chân nhân xâm nhập Vạn Thú Sơn Mạch, trọng thương trở về. Đến bây giờ Lục Thanh cũng không cân nhắc chuyện tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch săn yêu để lấy yêu đan cấp 3. Phương Tịch bất chợt cảm thấy tất cả đều sáng tỏ thông suốt. Chỗ sâu trong Vạn Thú Sơn Mạch thật sự vô cùng nguy hiểm. May mà mặc dù ta thèm yêu đan và khôi lỗi yêu thú cấp 3 nhưng cũng không có suy nghĩ xông vào đó. Chỉ có một sợi lông vũ thì quá ít, hoặc thêm vào nhiều tài liệu quý giá để luyện chế một món linh khí cực phẩm hệ hỏa. Hoặc là tế luyện vào trong một món pháp bảo hệ hỏa để tăng chút uy năng như Tam Dương Chân Hỏa Cháo. Ai? Không ngờ vận khí của ta hiếm khi được tốt như vậy, kết quả nhặt được chỗ tốt thì vẫn để lọt. Phương Tịch cất kỹ hai thứ tài liệu này đi rồi lại lấy túi trữ vật của Tư Đồ Thanh Thanh ra. Nữ hài mồ côi của Tư Đồ gia kia làm phàm nhân là tốt nhất có thể hạnh phúc cả đời. Tài nguyên tu tiên cỡ này vô dụng với nó, giữ lại còn dễ gây họa, không bằng để cho mình, xem như phí mai táng của Tư Đồ Thanh Thanh. Cảm giác của hắn với vị đại tiểu thư Tư Đồ gia cũng có chút phức tạp. Ban đầu ở Thanh Trúc Sơn, hắn còn thầm nguyền rủa hấp huyết quỷ Tư Đồ gia từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần. Sau đó Tư Đồ Thanh Thanh đến phường thị điều tra cũng có gặp hắn, sau đó chính là bất ngờ cứu đối phương. Đáng tiếc, sau đó ở Hồ Vạn Đảo tất cả cũng thay đổi đột ngột. Nàng đã rơi vào ma đạo, huyết tinh đầy tay. Thậm chí còn rất có thể nàng có liên quan đến chuyện Nguyễn Đan mất tích năm xưa. Cũng vì vậy Phương Tịch mới không xuất thủ cứu đối phương mà ngồi nhìn nàng tọa hóa. Vận khí của Tư Đồ Thanh Thanh còn tốt, có thể tu thành trúc cơ, thọ tận mà chết. Đây đã vượt qua chính thành 9 tu tiên giả. Bởi vậy có thể thấy được, trong tu tiên giới nhân quả, thiện ác gì đó đều là giả, chỉ có lực lượng mới là thật. Nếu Tư Đồ Thanh Thanh tu thành kim đan thì Thanh Mộc Tông cũng không muốn diệt các nàng mà Lục Thanh sẽ cung kính mời nàng vào Thanh Mộc Tông, chấp trưởng đại quyền. Phương Tịch thở dài rồi đảo ngược túi trữ vật lại. Một đống đồ vật hiện ra. Trừ một số vật dụng của nữ nhi ra thì còn lại là một đống linh thạch, phù lục và các loại tài liệu ma đạo. Ngoài ra, còn có mười mấy cái ngọc giản, vài món linh khí và mấy bình đan dược. Phương Tịch mặt lạnh như tiền, cầm một cái ngọc giản lên, đưa thần thức vào trong. Một hồi lâu sau, hắn thu hồi thần thức, vuốt ve mặt ngoài bóng loáng của ngọc giản, như đang suy nghĩ điều gì đó. Trong ngọc giản này ghi lại cách luyện chế một món pháp bảo ma đạo đỉnh cấp, Xích Huyết Kiếm, có lẽ là nội tình của Tư Đồ gia. Phương Tịch bỏ ngọc giản này xuống rồi cầm một cái ngọc giản khác lên, hơi kinh nghi, hắn nhìn thấy một bản truyền thừa luyện khí cấp 2 thượng phẩm. Một lúc sau, ngọc giản và thư tịch đều được hắn xem hết rồi phân loại chỉnh sửa lại. Một cái ngọc giản trong đó ghi lại nguyên bộ công phá ngũ cực nguyên ma công, vẫn chỉ đến nguyên anh sơ kỳ. Cơ bản giống với một bộ trong tay của Phương Tịch chỉ là nó có rất nhiều luyện công, hình như bộ trong tay của Tư Đồ Thanh Thanh mới là bản gốc. Ngoài ra chính là một bản thư tịch đen nhánh trên tay của Phương Tịch. Thư tịch này có lẽ được chế thành từ một loại gia thú nào đó, nó tản ra khí tức của yêu thú cấp hoa, thủy hỏa khó xâm, trùng không dám cắn. Mà trong thư tịch thì ghi chép đủ loại pháp môn luyện thi tàn nhẫn. Phương Tịch cầm thư tịch, nhắm mắt suy nghĩ, nghe nói. Tổ tiên Tư Đồ gia Tư Đồ Cửu đã từng là một ma tu dùng luyện thi để nổi danh, chẳng lẽ đây là truyền thừa mà hắn có được sao? Truyền thừa này, thật sự không đơn giản. Ở trong truyền thừa luyện thi này, tế luyện hành thi phổ thông và phi cương cấp 2 chỉ là nội dung nông cạn nhất. Thậm chí nội dung trong này còn có bí pháp tế luyện luyện thi cấp 3. Đến cấp 3, mỗi loại luyện thi đều có con đường tiến cấp riêng. Tỷ như phi thiên dạ xoa mà triển đồ từng lấy được kia sẽ thích hợp tế luyện tấn thăng trở thành kim giáp dạ xoa cấp 3. Đồng thời tài liệu tế luyện cũng tương đối hiếm có, gần như không thể gom đủ ở tu tiên giới ba nước. Truyền thừa luyện thi quá ác độc. Vậy mà còn nhắc đến tận khả năng áp chế luyện thi phản phệ thì tốt nhất là dùng thi thể của người thân để luyện chế. Vì thần thông mà phát điên đến cỡ này sao? Phương Tịch lắc đầu, tiếp theo lại lật đến một trang khác. Huyền hỏa ma cương. Cương thi này cũng thuộc cấp 3. Cần thi thể của thể tu cấp kết đan mới chết. Phối hợp với dị bảo hệ hỏa cấp 3 dung luyện. Phần lớn cương thi thuộc loại âm hàn, e ngại dương hỏa. Nhưng loại huyền hỏa ma cương này thì ngược lại, ma thi tế luyện ra có thể khống chế một loại thi hỏa lợi hại. Hơn nữa nó còn không sợ pháp thuật hệ dương hỏa của tu sĩ. Thi thể tu kết đan kỳ mới chết,
Mặc dù ta không có nhưng phối hợp với đạo võ tiên thì lấy được cũng không khó. Nhưng mà còn phải tìm hiểu thật kỹ cách luyện chế huyền hỏa ma cương này đã, miễn cho trong đó còn quan ải hay cạm bẫy gì đó. Phương Tịch trầm ngâm một phen rồi lật đến trang cuối cùng, trên mặt lập tức hiện ra vẻ hớn hở, không thi quyết. Truyền thừa luyện thi cũng như truyền thừa khôi lỗi, ngoại trừ pháp môn giảng giải kỹ càng làm sao luyện chế thi thể ra thì quan trọng nhất vẫn là khống chế. Thậm chí ma thi càng lợi hại thì càng phải thêm cấm chế thần thức lợi hại hơn mới có thể tránh được nó phản phệ chủ nhân. Bởi vậy một thiên khống thi quyết của truyền thừa luyện thi này có phẩm cấp rất cao. Trong mắt của Phương Tịch nó còn nằm trên cả thiên ti khống hồn quyết. Mặc dù không phải công pháp tăng cường thần thức nhưng cũng là vận dụng chút thần thức. Đúng lúc thần thức kết đan của ta bây giờ rất cường đại. Lại đã tu luyện thiên ti khống hồn quyết đến tầng cao nhất nên pháp quyết khôi lỗi này đối với ta đã vô dụng nhưng có thể tiếp tục nghiên cứu khống thi quyết này. Một thời gian tiếp theo, Phương Tịch đã bế quan linh hội khống thi quyết và phương pháp luyện chế huyền hỏa ma cương. Đối với tu sĩ cao giai như hắn thì tùy ý tìm hiểu một số công pháp bí thuật hoặc là luyện chế bảo vật gì, đan dược gì đó thì có thể là trôi qua mấy tháng thậm chí mấy năm. Thời gian đảo mắt đã qua 3 tháng. Ngày hôm nay, Phương Tịch đang nhắm mắt suy tư khiếu môn nào đó trong khống thi quyết thì đôi mắt chợt mở ra, đến lúc rồi. Nên thu hồi mảnh vỡ chư thiên bảo giám thôi. Một đạo thần thức niệm đầu của hắn vẫn luôn ở trong thức hải thông qua chư thiên bảo giám giám sát nữ vu vương Đan Nhã ở thế giới mảnh vỡ. Từ sau khi hắn tấn thăng kết đan, hắn làm chủ nhân chư thiên bảo giám đã tế luyện sơ bộ bảo giám này, có được năng lực xuyên không đến thế giới mảnh vỡ. Nàng này vẫn luôn mang theo mảnh vỡ bên người nên có chút phiền phức. Cũng may Phương Tịch dây dưa với nàng đã hơn 100 mấy chục năm nên biết rất rõ tính nết của nàng. Thời điểm đại tế thánh địa của thành Hắc Niết 10 năm một lần. Đan Nhã là chủ tế, nhất định phải đốt hương tắm rửa, tịnh thân cầu nguyện 7 ngày. Đây là cơ hội rời khỏi nàng tốt nhất. Muốn rời khỏi nàng rất đơn giản, chỉ cần xuất kỳ bất ý là được. Nhưng Phương Tịch cũng không muốn để người khác biết được bí mật mình thông qua mảnh vỡ xuyên không, bởi vậy phải tìm kiếm cơ hội phù hợp, tạo thành giả tượng ngoại nhân trộm mảnh vỡ. Thể phách của vu tộc cường đại, nếu có thể tu luyện khí huyết võ đạo thì đúng là hạt giống thể tu rất tốt. Phương Tịch thần nghĩ, rất nhiều thần thức tiến vào chư thiên bảo giám, bắt đầu giám thị nhất cử nhất động của Đan Nhã ở thế giới mảnh vỡ. Thế giới mảnh vỡ, thành Hắc Niết, ma kính nói ta biết. Chỉ còn hơn 20 năm nữa thiên ma đại kiếp lạp đến, ta phải làm sao đây? Đan Nhã nhìn mảnh vỡ thanh đồng trong tay, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Mảnh vỡ này không biết làm sao lại học giả chết. Trong thời gian gần đây còn không thèm trả lời nàng. Tốt. Ta chờ ngươi, nhưng nếu trước khi thiên ma đại kiếp đến ngươi vẫn chưa trả lời thì ta sẽ phong ấn ngươi vĩnh viễn. Đan Nhã nói lời hung ác xong, nhìn mảnh vỡ thanh đồng vẫn thờ ơ thì trong lòng cũng bất đắc dĩ. Vu Vương, đại tư tế mời ngài chuẩn bị. Hai thị nữ bên ngoài đang khom người bẩm báo. Ta biết rồi. Đan Nhã cầm mảnh vỡ thanh đồng, đi vào trong bảo khố, phong ấn nó ở bên trong. Xung quanh bảo khố này còn có trận pháp nàng đã bố trí tỉ mỉ và mấy cơ quan ác độc. Nàng lại chưa hề nghĩ đến mảnh vỡ này có thể mọc chân chạy mấy, dù sao trước đó nàng cũng đã thử rất nhiều lần rồi. Hơn nữa đại tế 10 năm một lần cũng đã trải qua rất nhiều lần. Nếu mảnh vỡ này có thể chạy thì đã chạy từ lâu rồi, sao phải chờ đến bây giờ? Chương 356, Bảo Khố. Thế giới mảnh vỡ. Trong bảo khố, cửa đá nặng nề đã đóng, từng đạo hào quang cấm chế tự động xuất hiện. Bóng tối giáng lâm, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, thời gian không biết đã qua bao lâu. Bất chợt trên mảnh vỡ thanh đồng nhấp nháy từng đạo quang hoa rồi tỏa ra ánh sáng lung linh, hội tụ thành từng đạo phù văn huyền ảo khó hiểu. Phù văn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Bóng dáng của Phương Tịch từ trong cánh cửa ánh sáng bước ra, đánh giá bốn phía bảo khố. Ở trong bảo khố, ngoại trừ mảnh vỡ thanh đồng ra thì còn rất nhiều bảo vật khác. Rất nhiều bạch quang lấp lánh trên bệ đá có cấm chế hơi mờ tọa thành viên cháo. Xuyên qua cấm chế có thể thấy được gia thú, linh mục cao giai trong đó, thậm chí là... Ha ha! Huyền thủy tinh anh và thiên hỏa lưu ly. Phương Tịch nhìn qua bệ đá màu trắng, trên mặt lập tức vui mừng. Hai món linh vật kết đan dù ta không dùng đến nhưng bất kể mang đi giao dịch hoặc bồi dưỡng thủ hạ đều rất tốt. Vu dân vốn không biết trận pháp và cấm chế.
Những cấm chế phòng ngự này vẫn là ta dạy mà. Bây giờ, tốt xấu gì Phương Tịch cũng là trận pháp sư cấp 3, muốn âm thầm không tiếng động phá cấm chế vẫn không có vấn đề gì. Thần thức của hắn đảo qua, đã biết được mấy món bảo vật có giá trị nhất trong bảo khố. Thứ nhất đương nhiên là mảnh vỡ thanh đồng, thứ hai chính là linh vật kết đan thủy, hỏa này. Thứ ba chính là một đống chu quả mấy trăm năm tuổi. Chu quả thụ chính là thiên địa linh căn, chu quả mà nó kết ra dù ăn sống cũng có kỳ hiệu giúp tu sĩ tăng tiến pháp lực. Đống chu quả này của Đan Nhã rõ ràng đều là 500-600 năm, đặt ở tu tiên giới không biết sẽ khiến bao nhiêu tu sĩ đỏ mắt. Nếu luyện thành đan dược thì cũng có tác dụng giúp tu sĩ kết đan tinh tiến pháp lực, đáng tiếc lại không có thiên niên chu quả. Mặc dù trong thánh địa có thiên niên chu quả thụ nhưng đều bị hạ cấm chế cường đại, thiên niên chu quả mỗi trăm năm mới có thể hái một lần, đồng thời cũng có hạn chế số lượng. Số thiên niên chu quả lần trước của thành Hắc Niết đều bị đám thiên ma cướp đi. Cuối cùng Phương Tịch còn nhìn chúng một linh mộc cấp 3, nhìn linh quang của nó có thể đã đạt đến cấp 3 thượng phẩm. Đáng tiếc cũng không có thủy tinh chứa bảo văn. Đan Nhã biết tấm kính như ta cần bảo văn nên không thể nào để cả hai cùng một chỗ. Phương Tịch thở dài, xoa nhẫn chữ vật, lấy ra mấy cây tiểu kỳ đủ màu sắc. Phốc phốc. Mấy cây tiểu kỳ cắm trực tiếp vào bên trong bảo khố, hắn bố trí một pháp trận nho nhỏ cách âm và cấm tiệt. Hắn lại lấy một cái trận bàn ra, khảm lên. Đó mấy khối linh thạch trung phẩm, quay về trước mặt quang cháo cấm chế phong ấn linh vật kết đan, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Muốn mạnh mẽ công phá cấm chế rất dễ, muốn im lặng không tiếng động che giấu tất cả vu dân động thủ thì có chút khó. May mà những thứ này đều do ta dạy bọn họ, biến hóa bao nhiêu cũng không rời khỏi bản chất. Thanh sắc quang mang nhấp nháy trong mắt của Phương Tịch, hắn chợt kháp quyết nhanh, mở. Một cây trận kỳ bay vào trong cấm chế trên bệ đá, vậy mà nó lại tạo ra được một lỗ tròn nhỏ. Ánh sáng màu xanh nhấp nháy trên tay của Phương Tịch, hắn thọt tay vào trong cấm chế, đã thành công lấy mảnh kính thanh đồng ra. Mảnh vỡ này vừa tiếp xúc với tay hắn thì như hư ảo, hóa thành một đạo quang mang chui thẳng vào trong cơ thể của hắn. Sâu trong thức hải, chư thiên bảo giám oanh minh, một lỗ hổng đã được lắp lại. Cùng lúc đó, còn có một đoạn tin tức xuất hiện. Phương Tịch cũng biết được, thế giới thứ ba cuối cùng đã mở ra. Chuyện quan trọng nhất đã xong, trong lòng Phương Tịch lập tức thả lỏng. Sau khi hoàn thành những chuyện này xong, hắn lập tức thu hồi lệnh kỳ phá trận, cảnh giác nhìn động tĩnh của cấm chế và bảo khố. Chỉ thấy mặc dù trên bệ đá đã trống rỗng nhưng cấm chế vẫn đang chập chờn, sau đó vẫn ổn định lại như trước. Cấm chế bên ngoài của bảo khố cũng không bị kinh động, đại vu trông chừng cũng không phát hiện dị thường. Rất tốt, như vậy có thể lấy thêm một chút. Dù cường công cấm chế thì trong thời gian ngắn ta cũng không phá được bao nhiêu bệ đá. Tốt xấu gì ta cũng xem như lão sư của Đan Nhã. Lão sư thu chút học phí của đệ tử thì cũng không tính quá phận đi. Phương Tịch tiếp tục khu động trận bàn, mở cấm chế ra, lấy huyền thủy tinh anh và thiên hùng hỏa lưu ly ra ngoài. Cấm chế bốn phía của bảo khố bắt đầu run rẩy nhưng vẫn chưa bộc phát cảnh báo. Chuyện này khiến Phương Tịch biết được, thời gian của hắn đã không còn nhiều. Hắn lập tức chuyển qua mục tiêu kế tiếp là chu quả. Làm lại một lần như vậy, chu quả to như quả táo đã bị hắn bỏ vào trong hộp ngọc, hắn không khỏi vui mừng. Tốt, tiếp theo chính là đoạn linh mộc cấp 3 kia. Thấy cấm chế của bảo khố vẫn duy trì như bình thường thì Phương Tịch lập tức đi đến chỗ bệ đá thứ tư. Nhưng vào lúc này, hắn liên tục phá cấm, cuối cùng đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Từng đạo cấm chế không hiểu sao lại oanh minh, bắt đầu cưỡng ép đột phá. Phương Tịch bố trí pháp trận che giấu đã cảnh báo. Thật sự là phiền phức. Hắn nhíu mày, thanh hòa kiếm xuất hiện trong tay, chém xuống một kiếm. Xủy. Chu tiên kiếm khí xuất hiện, một đạo kiếm khí xanh trong đó có điểm điểm kim quang chém lên cấm chế trên bệ đá, khiến ngũ sắc quang hoa cuồng thiểm nhưng vẫn ổn định như trước. Phương Tịch thấy vậy thì nhíu mày, lại búng ngón tay, ất mộc thần kiếm bay ra. Hai kiếm quang hợp lực, cuối cùng đã bổ ra được cấm chế trên bệ đá, bỏ đoạn linh mộc cấp ba kia vào túi. Lúc này, trận pháp bên trong bảo khố đã khởi động, muốn vây tiện nhân lại trong bảo khố. Thậm chí đại vu bên ngoài đã kêu thảm thiết, sai người thông chi cho Đan Nhã. Ai? Phương Tịch thở dài, quanh thân thể hắn xuất hiện sương mù, trong nháy mắt đã biến thành một vu vương diện mục âm lãnh, trên mặt khắc rõ bảo văn đen nhánh. Hám địa bảo phù. Sau khi ngụy trang xong,
Phương Tịch vẫy tay, một tấm phù triện đã xuất hiện trong tay của hắn, bị hắn kích phát lập tức. Hống hống, đất rung núi chuyển, trận pháp của bảo khố trực tiếp vỡ vụn, rất nhiều hòn đá rơi xuống, trong ngọn núi hiện ra một vết nứt rất dài. Phương Tịch hóa thành cái bóng đen, từ trong khe nứt xông ra. Đại Vu còn định vây lại, sau khi cảm nhận được Phương Tịch khủng bố thì lập tức nhanh chóng lùi lại, là Vu Vương, nhanh đi mời thành chủ. Phương Tịch thoát khỏi vòng vây, xác nhận phương hướng rồi trong nháy mắt đã bay ra khỏi thành, thân ảnh hắn nhấp nháy vài cái đã biến mất trong không trung. Mà ở phía sau hắn đã có một đạo đạo kim quang nhấp nháy. Chính là Đan Nhã sau khi nghe tin thì vứt bỏ đại tế, đang thi triển kim quang tung địa bảo phù đuổi theo. Phương Tịch chui thẳng vào trong lòng đất, phóng thần thức ra đến cực hạn. Xác nhận thần thức của Đan Nhã vẫn chưa khóa chặt hắn thì lập tức chọn xuyên không. Hư không lóe lên, bóng dáng của hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Một lúc sau, Đan Nhã mới đến khu vực này, từng đạo ma quang đỏ thẫm dài khoảng 10 trượng, vừa đi vừa về cày tung mặt đất. Đáng chết, Vu Vương xa lạ kia rốt cuộc là ai? Thần sắc Đan Nhã lạnh lẽo, trở lại thành hắc niết. Vu Vương tôn kính, ta trông chừng bảo khố bất lực, tự nguyện nhận trừng phạt. Đại Vu trông chừng bảo khố quỳ xuống trước mặt Đan Nhã, cái trán dính sát mặt đất. Ta xem bảo khố trước đã. Đan Nhã tiến vào trong bảo khố, từng đạo quang mang đen kịt vây quanh nàng như từng cánh tay dọn dẹp đá vụn. Thần thức của nàng đảo qua bệ đế đặt chu quả, thấy linh vật trong đó đã biến mất, nhưng nàng chỉ nhíu mày. Nàng lại nhìn qua bệ đá đặt linh vật kết đan, phát hiện nó đã chia năm xẻ bảy, huyền thủy tinh anh và thiên hỏa lưu ly không thấy tăm hơi, trên mặt đã hiện lên một tia lửa giận. Đây chính là sau khi nàng kết thành ma đan, tân tân khổ khổ mới tìm được, chuẩn bị để bồi dưỡng đời sau, kết quả lại không thấy tung tích đâu. Không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt Đan Nhã chợt trắng bệch. Nàng không xem tổn thất của những bệ đá kia nữa mà đi thẳng đến trước bệ đá đặt mảnh vỡ thanh đồng kính, thần sắc không khỏi thử ra. Chỗ này chỉ còn lại đá vụn, mảnh vỡ thanh đồng kính đã không thấy đâu. Mất rồi. Dù là Đan Nhã bây giờ trong lòng cũng không khỏi trống rỗng, như đã mất đi vật gì đó rất quý giá. Mảnh vỡ thanh đồng kính kia đã làm bạn với nàng hơn trăm năm. Còn dạy cho nàng ma công, phù triện, trận pháp sao lại biến mất? Sao có thể biến mất? Đan Nhã dùng thần, thức dò xét bảo khố mấy lần, cuối cùng không thể không chấp nhận hiện thực này. Đại cơ duyên của nàng, không thấy nữa sao? Vu Vương kia biết trong bảo khố của ta có mảnh vỡ? Sao biết nhất định phải lấy mảnh vỡ? Ánh mắt hoài nghi của Đan Nhã nhìn từng đại vu chạy đến, lại âm thầm lắc đầu. Bí mật liên quan đến mảnh vỡ, nàng cũng không nhắc đến với bất kỳ ai. Lúc này, nàng không khỏi lâm vào căm giận ngút trời, chẳng cần biết ngươi là ai. Đừng để ta tìm được ngươi, nếu không thì... Tu tiên giới Nam Hoang. Ha ha, một chàng cười vui sướng từ trong động phủ truyền ra. Phương Tịch ngồi xếp bằng, trên mặt không giấu được sự vui vẻ. Ở trước mắt hắn là hộp chu quả, ngoài ra còn có một khối thủy tinh như được ngưng kết từ huyền thủy và khối lưu ly, bên trong có ngọn lửa bập bùng. Những linh vật này đều tỏa ra linh khí kinh người, hai loại linh vật thủy hỏa luyện kim đan. Giá trị của nó khó mà đánh giá, nếu để Lục Thanh lão quỷ thấy được, nói không chừng ngay cả vốn liếng của Thanh Mộc Tông cũng có thể vét sạch. Chu quả 500 năm, có thể giúp thuật luyện đan của ta tăng lên, còn có linh mộc. Có thể luyện nó vào trong thanh hòa kiếm để tăng phẩm cấp và uy năng của thanh kiếm này. Thậm chí, còn có thế giới thứ ba. Đôi mắt Phương Tịch khẽ nhúc nhích. Sau khi lấp được một lỗ hổng thì bây giờ Chư Thiên Bảo Giám đã có năng lực mở ra thế giới thứ ba. Nhưng mà bây giờ hắn lại không muốn mạo muội xuyên không. Bởi vậy trước hết Phương Tịch chọn ổn định. Ở trong truyền thừa luyện thi của Tư Đồ Cửu, phần cuối của khống thi quyết có một bí thuật thần niệm. Có thể khiến một phần thần hồn của tu sĩ phụ thân lên luyện thi, nhận được tất cả giác quan của nó. Nghe nói có thể dựa vào bí thuật này đột phá được khôi lỗi, luyện thi bình thường chỉ có thể hoạt động trong phạm vi cực hạn thần thức của chủ nhân. Mặc dù nó có hạn chế nhưng quả thật có mấy phần phong thái thân ngoại hóa thân của ma môn. Chờ sau khi luyện thành bí thuật này sẽ có thể điều động khôi lỗi hoặc là luyện thi tiến về thế giới thứ ba dò xét tin tức trước. Các bạn đang nghe chuyện cầu tại yêu võ loạn thế tu tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 357, Thanh Mộc Lâm. Thanh Mộc Lâm, nơi đây là thánh địa của Mộc Quốc,
Không những nó có linh mạch cấp 3 mà xung quanh còn có kỳ hoa dị thảo ganh đua sắc đẹp đầy đất, hào quang ngàn vạn. Đặc biệt là một mảnh trường thanh thụ xanh tươi tốt, hình thành rừng rậm. Loại linh mộc này 10 năm, mấy mươi năm thì chỉ là bình thường. Nhưng một khi vượt qua 100 năm sẽ trở thành linh mộc cấp 2. Linh mộc trong trường thanh thụ lâm đa phần là cấp 1, cũng có một số nhỏ cấp 2. Thậm chí trường thanh mộc cấp 3 mấy ngàn năm cũng không hiếm, tài liệu chính của Phương Tịch vốn là dùng loại linh mộc này chế tạo. Ở bên ngoài thanh mộc lâm, luôn luôn có sương mù, lục sắc mỏng mông lung bao phủ, mang theo mùi cỏ cây thoang thoảng. Ngày hôm nay, một đạo lưu quang mang theo 3 động pháp lực của tu sĩ trúc cơ kỳ bay đến bên ngoài sương mù lục sắc, phát ra một đạo truyền âm phủ. Lưu quang nội liễm, hiện ra một thanh niên gương mặt bình thường, tu vi trúc cơ sơ kỳ, chính là Phương Tịch dùng Thận Lâu Châu và bí thuật thay đổi gương mặt. Không lâu sau, sương mù tản ra, một đạo độn quang trúc cơ ra nghênh đón, cười ha hả, "Tào Hiền Chất, cuối cùng ngươi cũng trúc cơ thành công rồi." Trịnh Thúc, Phương Tịch thấy người này thì lập tức ôm quyền hành lễ, thái độ rất cung kính. "Tốt, tốt." Tu vi của Trịnh Thúc khoảng trúc cơ trung kỳ, quan sát trái phải Phương Tịch vài lần, cảm khái, "Lúc trước ta cùng Tào huynh thám hiểm động phủ cổ tu, huynh ấy giúp ta ngăn cản phù chú ác độc kia. Từ đó đã trở thành quá mệnh giao tình, Tào huynh mất, ta cũng rất đau lòng. Trước đó Hiền Chất gửi thư nói mình mua được một món linh vật trúc cơ ở chợ đen, chuẩn bị trùng kích trúc cơ, ta còn gửi thư bảo Hiền Chất chờ một thời gian. Ta ở trong tông môn tìm cách, trúc cơ đan chính phẩm khó tìm nhưng liệt phẩm thì vẫn có hy vọng, không ngờ vậy mà Hiền Chất nhất cử trúc cơ thành công." Lúc Trịnh Thúc nói chuyện ngữ khí cũng rất cảm khái, nếu Tào huynh ở dưới cửu tuyền biết được chuyện này chắc chắn sẽ rất vui. Phương Tịch nghe vậy thì cũng ra vẻ đau thương. Bây giờ, hắn gọi là Tào Trùng Vân, chính là Hiền Chất của vị chấp sự trúc cơ của Thanh Mộc Tông Trịnh Thiết này. Phụ thân của hắn cũng là một vị trúc cơ, trước kia tương giao tâm đầu ý hợp với Trịnh Thiết, sau đó trong trận đại chiến Di Lăng Cốc xâm lấn đã tế thân. Thật ra, tất cả những chuyện này đều là giả. Phương Tịch đi theo Trịnh Thiết vào trong hộ sơn đại trận của Thanh Mộc Lâm, trong lòng còn rất cảm khái. Không ngờ tâm huyết của Tư Đồ ra đến cuối cùng lại may áo cưới giúp ta, không những Tào Trùng Vân là giả mà thật ra phụ thân của Tào Trùng Vân cũng là giả. Tất cả chuyện này đều là sau khi Tư Đồ Thanh Thanh dẫn người lui về Mộc Quốc đã vạch kế hoạch. Nàng biết ma tu ở 3 nước không có đất diễn, mặc dù nhất thời được lợi nhưng cuối cùng nàng vẫn muốn làm thỏ không có 3 hang. Một hang trong đó nàng tính toán đặt ở trong Thanh Mộc Tông. Chuyện này gọi là làm dưới chân đèn thì tối. Tào Trùng Vân và phụ thân đều là ma tu Tư Đồ ra ngụy trang. Thậm chí động phủ cổ tu mà Trịnh Thiết và phụ thân Tào Trùng Vân đến và chuyện ngăn cản phù chú ác độc cho Trịnh Thiết đều là do Tư Đồ ra bố trí. Một màn kịch tự biên tự diễn nhờ có huyễn linh căn của Tư Đồ Thanh Thanh mà chuyện này đã trở nên thiên y vô phùng. Những chuyện này đều ghi lại trong ngọc giản của Tư Đồ Thanh Thanh. Thậm chí trong đống tài liệu ma đạo kia, Phương Tịch còn tìm được tấm da Tào Trùng Vân. Xem ra là để thi triển thuật kén người. Mặc dù hắn không dùng được bí thuật kén người nhưng dựa vào diện mạo của tấm da người Tào Trùng Vân rồi mô phỏng lại thì cũng không có gì khó. Sau khi nhìn các loại bố trí, thì chuyện đóng vai Tào Trùng Vân đối với hắn cũng không có gì khó. Dù sao phụ mẫu của người này đều là tán tu, không có bằng hữu nào, thúc thúc duy nhất là Trịnh Thiết thì cũng mấy năm mới gặp một lần. Tin tức quan trọng cũng đều ghi lại. Tư Đồ Thanh Thanh cũng không nghĩ đến cho người nào đóng vai, chỉ là dự định để vị trúc cơ trẻ tuổi kế tiếp của Tư Đồ ra thay hình đổi dạng đưa vào tông môn. Như vậy Phương Tịch cảm thấy với điều kiện này mình cũng có thể sử dụng nên không khách khí dùng thân phận Tào Trùng Vân ung dung đến Thanh Mộc Tông. Hai người một trước một sau tiến vào Thanh Mộc Tông. Vừa vào Phương Tịch đã cảm nhận được một cỗ linh khí tinh thuần mang theo sinh cơ cỏ cây đập thẳng vào mặt thì sắc mặt không khỏi vui vẻ. Linh khí linh mạch thật dồi dào. Bây giờ chưa đâu, linh mạch Thanh Mộc Tông ta là tốt nhất trong 3 nước. Trịnh Thiết nói, trong linh căn của con hệ mộc xuất sắc nhất. Trước đó ta đã đề nghị cha con cho con gia nhập Thanh Mộc Tông bồi dưỡng. Ai, không ngờ. Đương nhiên Phương Tịch biết, Tư Đồ Thanh Thanh thiết lập nhân vật Tào Trùng Vân chính là mộc linh căn thượng phẩm, xem như thiên phú cũng tốt. Mặc dù Thanh Mộc Tông cũng có các loại công pháp nhưng càng am hiểu công pháp hệ mộc hơn. Chỉ là nếu để tiểu hài gia nhập Thanh Mộc Tông thì quá mạo hiểm, dễ bị tẩy não, cũng rất khó sử dụng thỏa đáng thuật kén người. Hai người đến động phủ của Trịnh Thiết, Phương Tịch phát hiện khí linh mạch ở đây vậy mà còn dồi dào hơn cả Long Ngư Đảo.
Ở trước động phủ còn có vài mẫu linh điền, trong đó trồng đủ loại linh dược. Ha ha, Hiền Chất xem đi, mảnh linh điền này là sau khi thúc thúc trúc cơ, lúc tông môn cấp động phủ đã phát cho ta, ta đã trồng rất nhiều loại linh dược, bây giờ cũng được 50 năm dược linh rồi. Có linh mạch cấp 3 bồi dưỡng linh dược nên tốc độ càng nhanh hơn một bậc. Trịnh Thiết đắc ý nói, hỏa hầu của những linh dược này còn nông cạn. Nếu con đến khu hạch tâm xem thử, thậm chí xem linh dược viên của lão tổ, tình cảnh kia, chậc, chậc. Trịnh Thiết nhắc đến Lục Thanh thì chợt trầm mặc. Phương Tịch cũng thuận thế đổi đề tài, tiểu chất vừa mới trúc cơ thành công, chỉ có một tay thuật phù lục trên người, bây giờ đang không biết đi đâu. Phương thị Bạch Trạch Tiên Thành không còn nên đối với tán tu cũng rất phiền phức. Trịnh Thiết hớp một ngụm linh trà, thần thái không nhanh không chậm. Dáng vẻ của y đã trung niên, mặt như quan ngọc, mặc thanh bào, lúc còn trẻ chắc y cũng là mỹ nam tử, bây giờ nhìn vẫn rất có mị lực, vậy Hiền Chất định thế nào? Xây dựng thế lực trúc cơ hay là thành lập gia tộc, ta sẽ chủ tính cho con. Dù sao sau khi Di Lăng Cốc xâm lấn, các thế lực trúc cơ ở Mộc Quốc đã tổn thất nặng nề, vẫn còn cơ hội chiếm, được linh mạch cấp 2. Không, Chất Nhi một lòng đạo đồ, không muốn làm người đứng đầu thế lực một phương, cũng không muốn cưới vợ nạp thiếp, kiến lập gia tộc. Phương Tịch lắc đầu, không biết tiểu chất có thể bái vào tông môn không. Ha ha, Hiền Chất thật sự sáng suốt, chuyện này đương nhiên là được. Trịnh Thiết vỗ ngực, có thúc thúc đảm BAOR cho con, bản tông chắc chắn sẽ đối xử với con như người một nhà. Đa tạ thúc thúc. Phương Tịch mừng rỡ bái tạ, sau đó lại hỏi quy trình và một số kiêng kỵ, đặc biệt là chuyện động phủ. Thật ra những chuyện này Tư Đồ gia cũng đã thăm dò được tương đối rõ rồi, nhưng mà Phương Tịch vẫn muốn hỏi. Động phủ tốt nhất của Thanh Mộc Tông chúng ta đương nhiên phải hiếu kính lão nhân gia Lục lão tổ. Ngoài ra, còn có mấy động phủ cấp 3 thượng phẩm phải cung cấp cho mấy vị trúc cơ viên mãn hạt giống kim đan. Trịnh Thiết nói, động phủ cấp 3 trung phẩm, hạ phẩm còn lại thì có thể phân phối cho chấp sự trúc cơ như ta. Những động phủ này vốn không đủ, nếu Hiền Chất đến sớm chỉ có thể an bài vào động phủ cấp 2 thượng phẩm. Nhưng bây giờ lại có thể tùy ý lựa chọn, nhưng mà tốt nhất vẫn phải cho Thứ Vụ Điện chút lợi ích, dù sao cho là qua được ải động phủ thì tạp vụ sau này cũng phải liên hệ với đám người kia. Phương Tịch hiểu, trước khi đại chiến tu tiên giới ba nước thì tu sĩ trúc cơ của Thanh Mộc Tông rất đông, bên ngoài còn có rất nhiều tán tu trúc cơ gia nhập, đương nhiên động phủ linh mạch cấp 3 không đủ chia. Nhưng bây giờ, tu sĩ trúc cơ tử thương không ít, thậm chí lão tổ Thanh Mộc Tông cũng sắp tọa hóa, xem như là lúc đang bấp bênh. Tán tu có thể trúc cơ là người khôn khéo cẩn thận bực nào nên đương nhiên người gia nhập sẽ giảm mạnh. Tài nguyên và động phủ chẳng phải sẽ trống sao. Trịnh Thiết lập tức dẫn Phương Tịch đi thẳng đến Thứ Vụ Điện của Thanh Mộc Tông. Nhìn từ bên ngoài rất dễ thấy được Thứ Vụ Điện, nó là một cung điện to lớn bằng gỗ, bên ngoài còn có quảng trường rất rộng. Rất nhiều đệ tử luyện khí của Thanh Mộc Tông đang tụ tập ở quảng trường, nhìn chằm chằm vào tấm ngọc bích to lớn, ở trên đó có các loại nhiệm vụ kèm theo thù lao được cập nhật theo thời gian thực. Làm tu sĩ trúc cơ, đương nhiên hai người không cần chờ ở quảng trường mà đi thẳng vào trong cung điện. Trịnh sư huynh, ngọn gió nào thổi huynh đến đây vậy? Sau khi đệ tử thông báo, không bao lâu sau có một lão đạo để râu dài mặc thanh bào bước ra. Tiền sư đệ. Trịnh Thiết cười giới thiệu, Tào Trung Vân này chính là điệt nhi của ta, lai lịch trong sạch, sau khi trúc cơ đã cố tình đến xin gia nhập Thanh Mộc Tông ta. Thì ra là Tào đạo hữu. Ánh mắt Tiền lão đạo sáng lên, cười chắp tay với Phương Tịch, xem ra không lâu nữa sẽ có thể gọi một tiếng Tào sư đệ rồi, hai vị mời vào bên trong. Đúng lúc cũng có một tu sĩ cũng vừa trúc cơ muốn gia nhập Thanh Mộc Tông ta, có thể cùng làm thủ tục. Ồ, ai vậy? Trịnh Thiết và đi theo Tiền lão đạo vào trong vừa hỏi thăm. Chính là một tán tu tên Thiết Cửu, là thiên tài tự trúc cơ thành công, được Phú sư huynh tiến cử. Tiền lão đạo cười híp mắt trả lời, vậy mà lại là nhân vật tự trúc cơ sao? Tên của người này ta đã từng nghe qua, chính là một chiến tu không tệ. Trịnh Thiết cười nói, cái gọi là chiến tu, dĩ nhiên là tu sĩ không tinh thông những tay nghề khác mà chỉ am hiểu đấu pháp. Tông phái như Thanh Mộc Tông đối với nhân vật bậc này cũng rất hoan nghênh, dù sao chiến tu thường xuyên đấu pháp sinh tử một đường nên đột phá công pháp tương đối dễ. Phương Tịch và Trịnh Thiết theo Tiền lão đạo vào bên trong, đã thấy có hai trúc cơ ngồi ở đó, một trúc cơ sơ kỳ trên mặt có vết sẹo, mặt mày đầy sự sắc bén. Về phần người kia, trước đây không lâu hắn đã từng gặp,
chính là viên ngoại trúc cơ hậu kỳ đeo mặt nạ khỉ. Phú sư huynh, Trịnh Thiết vội hành lễ, dù sao đối phương cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cường đại. Lần trước nghe nói Văn sư huynh ra ngoài là vì nhận một nhiệm vụ bí mật, không ngờ nhiệm vụ này lại là khai quật cho bản môn một vị lương tài Mỹ Ngọc. Nghe Trịnh Thiết lấy lòng nhưng sắc mặt của Phú sư huynh lại tối sầm, nhiệm vụ của sư huynh không cần nhắc đến cũng được. Nhưng mà lần ra ngoài này, tiện đường mang về một nhân tài cho tông môn, cũng tính như không ít cống hiến. Chương 358, Tàng Kinh Các. Cái gọi là cống hiến của Thanh Mộc Tông thì cũng không khác gì với thiện công của Huyền Thiên Tông. Các đại tu sĩ trúc cơ hoàn thành nhiệm vụ cho Thanh Mộc Tông, thu được điểm cống hiến, sau đó đổi các loại tài nguyên tu hành cần thiết. Trịnh Thiết nghe vậy thì hơi xấu hổ, biết mình vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi nên cũng không nói nhiều nữa. Tiền lão đạo thì nhanh chóng xử lý sự vụ, hai đạo hữu có thật lòng muốn gia nhập bản tông hay không? Chuyện này là đương nhiên, Phương Tịch bình tĩnh trả lời. Thanh Mộc Tông chính là người cầm đầu Mộc Quốc, bản nhân có chí hương kết đan, đương nhiên chỉ có thể gia nhập. Sắc mặt Thiết Cửu kiên nghị trả lời, như vậy rất tốt. Tiền lão đạo cười ha hả lấy hai túi chữ vật giao cho hai người, đây đều là phân phối theo tiêu chuẩn của chấp sự trúc cơ. Còn có thân phận bài, có ngươi nhỏ máu vào trong sẽ kích hoạt nhận dạng, sau này ra vào Thanh Mộc Tông sẽ không cần người dẫn nữa. Phương Tịch lấy trong túi chữ vật ra hai khối mộc bài đỏ như máu. À, đúng rồi, còn một khối chính là phải cầm về, cung phụng và tổ sư đường. Dường như tiền lão đạo vô ý nói thêm một câu. Những đại tông môn này đương nhiên đều có thủ đoạn kiềm chế đệ tử của riêng mình. Lời thề tâm ma đại đạo gì đó, lúc ứng nghiệm quá muộn, cũng không an toàn. Ở Thanh Mộc Tông chính là tu sĩ cao giai cất giữ tất cả tinh huyết. Nếu đụng chuyện mà phản bội chạy trốn thì có thể thông qua giọt tinh huyết này tiến hành truy tung bắt giữ. Thậm chí thì, triển bí thuật chấn ma của ma đạo, trực tiếp khiến kẻ đó rơi vào chỗ chết. Phương Tịch ra vẻ không biết, tự nặn hai giọt máu tươi trên đầu ngón tay ra. Máu tươi này đương nhiên không phải của hắn, mà là của kén ra người. Với thần thức của tu sĩ kết đan, lại dùng thận lâu châu kia đùa giỡn huyễn thuật trước mặt mấy người kia, dù là phú sư huynh trúc cơ hậu kỳ cũng không thể phát hiện. Ong ong, sau khi nhận được tinh huyết thì huỳnh quang trên mộc bài nhấp nháy, tự hiện ra một cái bóng mờ, sinh động như thật, rõ ràng là tướng mạo của Tào Trùng Vân. Ánh mắt của Trịnh Thiết, tiền lão đạo và phú sư huynh đều nhìn chằm chằm cảnh này. Sau khi thấy bóng người trên hai mộc bài đều giống Phương Tịch như đúc thì mới hài lòng. Một bên khác, Thiết Cửu cũng hoàn thành nghi thức nhỏ máu nhận chủ. Tốt, hai khối mộc bài này sẽ do lão đạo đích thân đưa đến tổ sư đường bảo quản. Ai, ngày xưa có hai vị đồng đạo gia nhập thì Thanh Mộc Tông ta chắc chắn sẽ tổ chức điển lễ. Lại do hai vị tự đến bái kiến lão tổ, bây giờ tất cả đều giản lược rồi. Tiền lão đạo thở dài nhưng mà lúc lão nói chuyện thì ngữ khí thân cận hơn rất nhiều. Sau này chúng ta được Thanh lão tổ triệu kiến thủ cũng giống vậy. Ta nghe nói, sau khi trở thành trúc cơ của tông môn thì có thể đến Tàng Kinh Các lĩnh miễn phí một môn công pháp hoặc bí thuật đúng không? Thiết Cửu ngay thẳng hỏi thăm, y gia nhập tông môn, không phải chỉ vì chuyện này sao? Gia nhập Thanh Mộc Tông trong lúc bấp bênh thì có thể nhận được nhiều sự xem trọng và chỗ tốt hơn. Về phần nguy hiểm, chiến tu tự trúc cơ xưa nay không sợ. Chuyện này là đương nhiên, không những vậy, tông môn còn cung cấp động phủ có linh mạch miễn phí. Chút nữa hai vị có thể dùng mộc dài đến Tàng Kinh Các tùy ý chọn một bộ công pháp, bí thuật, về phần động phủ thì do lão đạo cấp. Tiền lão đạo cười ha hả, lấy một cái khay ngọc ra. Sau khi lão đánh một đạo pháp lực vào trong đó thì lập tức có huỳnh quang nhấp nháy hóa thành hình lập thể của phụ cận Thanh Mộc Lâm. Trong hình lập thể này, sơn hà trong ngoài đều lấy màu xanh lục làm chủ, cộng với từng điểm sáng to to nhỏ nhỏ. Chỗ những điểm sáng này chính là động phủ, quang mang càng thịnh thì linh khí càng tốt. Ngoài ra màu đỏ thì đại biểu đã có chủ không thể chọn. Tiền lão đạo chắp tay, làm ra động tác mời. Phương Tịch tiến lên một bước, phóng thần thức trúc cơ sơ kỳ ra quét qua toàn bộ địa đồ. Đầu tiên chọn linh khí tốt nhất, sau đó cố gắng chọn chỗ vắng vẻ. Thanh Mộc Tông này đúng là giàu dụ, hay nói cách khác trước đó trúc cơ chiến tử quá nhiều. Thậm chí ngay cả động phủ cấp 3 trung phẩm cũng có sao. Đáng tiếc, nó cách giữa nguyên động của Lục Thanh quá gần, làm gì cũng không tiện. Phương Tịch giả vờ động tâm, đưa tay định chỉ một chỗ. Nhưng vào lúc này,
Bên cạnh hắn có một bàn tay đen nhánh duỗi ra chỉ vào động phủ cấp 3 trung phẩm. Chỗ này không tệ, Thiết Mỗ rất thích. Tào đạo hữu sẽ không đoạt thứ yêu thích của người khác chứ? Thiết Cửu nhìn Phương Tịch với vẻ mặt đầy cương quyết. Đâu có, ta vẫn chưa chọn mà. Phương Tịch suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn một chỗ tương đối vắng vẻ. Thùy Trúc Lâm, Tiền lão đạo khẽ giật mình rồi chợt gật đầu, chỗ này cũng không kém. Mặc dù linh khí hơi mỏng nhưng cũng là cấp 3 hạ phẩm, hơn nữa để đền bù. Linh dược viên ở ngoài cửa động phủ có diện tích lớn hơn bình thường gấp đôi. Sau khi chọn động phủ xong, Phú Sư Huynh nhận được điểm cống hiến, cười híp mắt rời khỏi. Mà Thiết Cửu cũng lo lắng không yên rời đi, dường như muốn đến tàng kinh các chọn công pháp. Làm tán tu nên Phương Tịch cũng hiểu rõ nỗi khổ không có công pháp cao thâm. Hắn và Trịnh Thiết cũng không vội đi mà ở lại trò chuyện với Tiền lão đạo một hồi, lúc cáo tử. Phương Tịch nhét một cái túi chữ vật qua, tại hạ vừa mới trúc cơ, còn cần một thời gian thanh nhàn để tu luyện. Đương nhiên đã là tu sĩ của tông môn thì phải dốc sức cho tông môn, một tay thuật phù lục của bản nhân cũng không tệ. Thì ra là vậy, Tiền lão đạo cười híp mắt gật đầu, thần thức quét qua túi chữ vật, hết sức hài lòng, Tào sư đệ cứ yên tâm. Việc vặt của bản tông bao quát ngàn vạn, không nói dựa theo lệ cũ tu sĩ trúc cơ mới nhập tông đều có 10 năm nhàn rỗi để hiểu rõ trong tông. Dù 10 năm sau, nhiệm vụ phù lục của bản môn cũng rất nặng nề, rất cần nhân tài như sư đệ đó. Đa tạ, Phương Tịch chắp tay, lúc này mới cùng Trịnh Thiết rời đi. Hiền chất, con đến Thúy Trúc Lâm trước hay là Tàng Kinh Các? Trịnh Thiết dừng ở giữa không trung, cười hỏi, Tàng Kinh Các đi. Mặc dù chất nhi đã có công pháp chủ tu không muốn đổi nhưng vẫn rất hứng thú với bí thuật của tông môn. Phương Tịch mỉm cười trả lời, ồ, thì ra là vậy. Vậy đúng lúc ta có việc, xin từ biệt. Trịnh Thiết chắp tay, cũng không tìm hiểu công pháp Phương Tịch tu luyện. Dù sao đối với tu sĩ thì đây đều là chuyện riêng tư. Thanh Mộc Tông, quả nhiên linh mạch của tông này không tệ. Còn thích hợp công pháp hệ mộc. Phương Tịch nhìn bóng lưng Trịnh Thiết rời đi. Tiện tay đổi phục sức chấp sự trúc cơ của Thanh Mộc Tông ở trong túi chữ vật mà Tiền lão đạo đã đưa cho rồi mới lấy ngọc giản địa đồ ra, ung dung bay về phía Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các ở góc đông nam của Thanh Mộc Tông, bốn phía có trồng linh mộc to lớn. Những cây đại thụ này cần 3 người mới ôm hết, từng cánh lá rậm rạp, vây quanh Tàng Kinh Các cổ điển trang nhã vào trong. Phương Tịch cũng không cần dùng nhãn lực của trận pháp sư đã có thể biết được đây là một sáo trận lợi hại trong trận pháp. Đại trận hộ tông của Thanh Mộc Tông chính là cấp 3 trung phẩm Vạn Hải Trúc Lâm trận. Ta muốn phá giải thì phải tốn rất nhiều sức lực. Nhưng mà đâu cần phá giải, cho trận pháp một tấm hám địa bảo phù, thì toàn bộ Thanh Mộc Lâm sẽ phải long trời lở đất. Tiếp đó Lục Thanh cũng không phải là đối thủ của ta. Đây mới thật sự là ẩn núp. Một khi bị người khác phát hiện, ta sẽ lật bàn, không ai có thể giữ ta lại. Có thực lực như thế, đương nhiên Phương Tịch rất thả lỏng, tiến vào Tàng Kinh Các. Dừng lại, trọng địa Tàng Kinh Các. Hai tên đệ tử canh cổng đều cầm mộc bài, canh giữ ở trong hà quang, thấy Phương Tịch mặc phục sức trúc cơ của Thanh Mộc Tông. Vừa định quát bảo dừng lại thì mới nói nữa lời vẫn chần chừ hành lễ, sư thúc. Đây là mộc bài thân phận của ta. Ta đến Tàng Kinh Các đổi một môn bí thuật. Phương Tịch đã quyết định công pháp chủ tu sau này của Tào Trùng Vân chính là Thanh Mộc Trường Sinh Công. Dù sao môn công pháp này có ở Bạch Trạch Tiên Thành, Mộc Quốc cũng có như được lưu truyền rộng rãi. Thì ra là Tào Sư Thúc, mời. Sau khi đệ tử canh cổng kiểm nghiệm mộc bài xong thì gập đầu với nhau, vung mộc bài lên. Hào quang hé ra, một cái thông đạo chỉ đủ một người đi xuất hiện. Phương Tịch bước vào trong, đi đến bên ngoài Tàng Kinh Các, đúng lúc gặp Thiết Cửu đi ra, trên mặt y còn rất vui vẻ. Thiết đạo hữu, hắn cười, gật đầu chào. Gương mặt của Thiết Cửu nghiêm túc, cũng gật đầu lại rồi rời khỏi Tàng Kinh Các. Phương Tịch lắc đầu, chắp tay đi vào Tàng Kinh Các. Trong tầng 1 của trong Tàng Kinh Các có rất nhiều giá sách vây quanh tạo thành hình bát quái, chính giữa thì có mười mấy cái bàn gỗ, có đệ tử Thanh Mộc Tông đang ngồi đọc hoặc chép sách. Phương Tịch không nhìn nhiều, đi thẳng lên tầng 2, người ở tầng này đã ít hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc thông qua phải nghiệm chứng mộc bài thân phận, các loại truyền thừa kỹ nghệ cũng đến cấp độ trúc cơ. Trước hết hắn đến khu công pháp, tùy ý xem một phen. Mộc Giáp Công, Thanh Nguyên Quyết, Thanh Mộc Trường Sinh Công. Đôi mắt Phương Tịch khẽ động, lấy công pháp Thanh Mộc Trường Sinh Công ra, hắn phát hiện chỉ có bộ phận luyện khí,
viết rõ phần sau đó phải tìm trưởng lão thủ các của tàng kinh các để đổi. Đây là thứ phải có, hắn tùy ý lật xem vài tờ, sau khi hắn phát hiện nội dung cũng giống như sở học của mình thì không còn hứng thú. Nhưng khi hắn định để sách xuống thì mắt Phương Tịch lại sáng lên, thấy trang bì trong Thanh Mộc Trường Sinh Công giới thiệu Thanh Mộc Trường Sinh Công, pháp lực trung chính bình hòa. Vốn xuất từ Nguyên Tông. Nguyên Tông đã từng xưng bá một thời ở Mộc Quốc, sau đó bị bản Tông tiêu diệt, nghe nói đã từng chiếm được truyền thừa của thượng cổ đại phái nào đó. Chẳng lẽ Thanh Mộc Trường Sinh Công này cũng xuất từ Cửu Diệp phái sao? Hay nói cách khác, trong ba nước đã bị Cửu Diệp phái ảnh hưởng rất sâu, bất kể công pháp, bí thuật hệ mộc gì đó. Hoặc nhiều, hoặc ít đều có chút liên quan với nó. Mang theo chút suy nghĩ, Phương Tịch rời khỏi khu công pháp, đến khu tạp thư, lại xem thử. Mặc dù đa phần tàng thư ở tầng 2 đều chỉ có phần đầu, nhưng nội tình và tích lũy của một tông môn kim đan cũng khiến Phương Tịch mở rộng tầm mắt. Mấy canh giờ sau, trong tay hắn cầm một bản thư tịch loại địa sư phong thủy, hơi lưu luyến không rời buông xuống, thì ra linh mạch hình thành, cần lực lượng tạo hóa của tự nhiên, thường đều phải tốn thời gian ngàn, vạn năm. Nhưng mà cũng có người tìm kiếm và chế tạo linh mạch, đại biểu trong đó là phong thủy sư và tầm long sư. Đây đều là một tổng tu tiên bách nghệ. Đơn giản hơn thì tìm một khối linh thạch cực phẩm. Linh thạch như vậy không những bên trong có chứa linh khí dồi dào vô cùng mà còn có thể liên tục hấp thu linh khí trong thiên địa. Thậm chí ảnh hưởng cảnh vật xung quanh hình thành một minh mạch cỡ nhỏ. Nếu không có linh thạch cực phẩm thì dùng linh nhãn khác, tỉ như các loại linh nguyên châu, linh tuyền, linh thụ là hạch tâm. Phối hợp với trận pháp, lại tiêu hao rất nhiều linh thạch thì cũng có thể mang đến hiệu quả như vậy. Các bạn đang nghe truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 359, Đàm phán hòa bình. Trong tàng kinh các, mặc dù đa số thư tịch chỉ giới thiệu, muốn có phần sau phải dùng điểm cống hiến đổi toàn thiên, nhưng cũng xem như giúp Phương Tịch mở mang tầm mắt. Hắn bỏ một quyển sách xuống, lúc này mới đi đến khi bí thuật. Sau khi xem sơ qua một vòng thì sắc mặt của Phương Tịch hơi âm trầm, lục thanh lửa ta rồi. Còn nói gì mà bí thuật của Thanh Mộc Tông rất có ích với ta, như những bí thuật hệ mộc này. Ta cảm thấy tất cả đều không bằng bí thuật trong Khô Vinh Quyết, hay là ta kỳ vọng quá cao rồi. Phương Tịch tự kiểm điểm lại bản thân hắn tu luyện chính là công pháp hệ mộc đỉnh cấp. Lại có lão quỹ cho bản Khô Vinh Quyết tỉ mỉ nên bí thuật hệ mộc của Thanh Mộc Tông đúng là không có tác dụng gì với hắn. Cũng may mà trước đó không đồng ý với Lục Thanh, nếu không thì là thiệt thòi lớn rồi. Mang theo chút phiền muộn, Phương Tịch xem những bí thuật khác ngoài hệ mộc. Những bí thuật được Thanh Mộc Tông thu thập này lại có chút thú vị. Hắn xem sơ qua giới thiệu của từng bí thuật, cuối cùng nhìn thấy một môn, ánh mắt hơi sáng lên rồi trở lại tầng 1. Ở đại môn tầng 1 có một cái bàn gỗ, một lão giả tóc bạc trắng ngồi ở đó. Nhìn người này sinh cơ yếu ớt, pháp lực lại đến trúc cơ đại viên mãn. Không hổ là Thanh Mộc Tông, vẫn còn chút nội tình. Nhưng mà ta chỉ đến kiếm miếng cơm ăn, nghĩ đến những chuyện này để làm gì? Phương Tịch đi đến trước mặt người này thi lễ, bái kiến thủ các trưởng lão. À, khách khanh mới đến sao? Lão đầu mở mắt ra nhìn Phương Tịch một chút rồi lại nhắm mắt, thuận miệng hỏi, dựa theo quy củ, tu sĩ trúc cơ mới nhập môn có thể chọn miễn phí một bộ công pháp hoặc bí thuật, ngươi chọn cái nào? Phù Ngọc Bí Lục, Phương Tịch nói ra lựa chọn của mình. Lão đầu mở to mắt, nhìn kỹ lại Phương Tịch vài lần, người trẻ tuổi, tầm, rất lớn. Ngươi muốn nghiên cứu thuật ngọc phù của tu sĩ thượng cổ sao? Đạo phù lục cấp 1, cấp 2 lưu hành rất rộng rãi, dù sao bắt đầu dễ dàng, hao tổn cũng nhỏ. Nhưng đến cấp 3, động cái là cần linh mộc cấp 3 và gia yêu vương làm tài liệu phù chỉ, tiêu hao đã rất khủng bố. Toàn bộ ba nước, trước mắt cũng chỉ có mình Phương lão tổ được công nhận là một vị phù sư cấp 3. Nhưng mà nghe đồn, thời thượng cổ, cổ tu sĩ chế tác phù lục cũng không phải dùng giấy mà là dùng kim ngọc chế tạo, chế tác thành kim ngọc phù. Loại phù lục này không những có thể chứa nhiều uy năng của pháp thuật hơn mà thậm chí còn có thể thi triển nhiều lần. Trong mắt của Phương Tịch nó hơi giống với pháp khí linh khí. Thậm chí có thể xem là pháp khí đặc thù có hạn chế số lần sử dụng. Phù ngọc bí lục này miễn cưỡng lắm mới đặt ở khu bí thuật. Cũng không phải bí thuật phù lục thượng cổ gì mà chỉ có một loại bí pháp luyện chế ngọc phù mà thôi.
Về phần nguyên bộ bí pháp phù lục thì nửa điểm cũng không có, Thanh Mộc Tông chủ thu được Tàn Thiên. Tại hạ cũng là một phù sư, đương nhiên rất hứng thú với nó. Phương Tịch mỉm cười nhưng trong lòng thì thở dài, nếu không phải tìm không ra bí thuật khiến hắn cảm thấy hứng thú thì ai đi chọn loại bí thuật chưa được một nửa này. Thôi được, trúc cơ bản tông chọn loại bí thuật nào thì cũng do người đó tự quyết. Thủ các trường lão cười ha ha, lấy trong túi chữ vật ra một cái ngọc giản trống rồi dùng thần thức lạc ấn vào trong. Sau đó giao cho Phương Tịch, đây là ngọc giản dùng một lần, sau khi quan sát một lần sẽ tự hủy. Lấy đi đi. Phương Tịch nhận ngọc giản, vẫn chưa rời khỏi mà tò mò nhìn vị thủ các trường lão này, công pháp, bí thuật trong đây chẳng lẽ trưởng lão đều nhớ hết sao? Đây là đương nhiên, bản nhân từ nhỏ lớn lên ở Thanh Mộc Tông, 18 tuổi đã đảm nhiệm đệ tử thủ vệ, bình sinh thích nhất là đọc sách. Đa phần kinh điển trong tàng thư các bản nhân đều đã xem qua. Lão giả vuốt vuốt chòm râu, có vài phần tự đắc, sau này người khác ngay cả tên của lão phu cũng quên, chỉ gọi là thư lão. Phàm là đệ tử đến đây trưng cầu ý kiến của lão phu về chuyện liên quan đến công pháp và bí thuật thì lão phu luôn có thể cho ý kiến tương ứng. Thư lão cười ha ha, lão phu nhìn ngươi rất tốt, sau này có thể thường xuyên đến tàng kinh các tìm lão phu. Nhất định, Phương Tịch rời khỏi tàng kinh các, khống chế một món linh khí, biến mất giữa không trung. Thúy Trúc Lâm, chỗ này có một mảnh rừng trúc, xanh như ngọc bích, tản ra linh khí kinh người. Thấp thoáng trong rừng trúc có một ngọn núi nhỏ màu xanh. Bên trong ngọn núi nhỏ bị đào rỗng làm động phủ, bên ngoài có linh dược viên rất lớn. Ngày hôm nay, Phương Tịch khống chế linh khí bay đến, tuần sát trong ngoài một phen xong, hắn rất hài lòng. Linh khí cấp 3 hạ phẩm, miễn cưỡng đủ cho ta dùng. Dù sao cũng chỉ tu luyện, chứ không phải đột phá đại cảnh giới, sẽ không tạo ra thiên tượng khoa trương mấy chục dặm. Huống chi, tu tiên giả hấp thu linh khí tu luyện dù trúc cơ, kim đan cũng chỉ có thể hấp thu một vòng linh khí quanh người, không có dị tượng gì. Về phần có thể quan sát linh khí lưu động trong phương viên trăm dặm như trong lòng bàn tay thì dù Nguyên Anh chân quân cũng chưa chắc làm được. Thông qua công pháp mà lão quỷ cho, Phương Tịch đối với uy năng của Nguyên Anh chân quân cũng hiểu được đại khái. Những lão quái đó cũng không có năng lực khống chế trực tiến thiên địa linh khí gì cả, vẫn phải thu nạp linh khí rồi luyện hóa thành pháp lực trong cơ thể, sau đó thi triển pháp thuật. Có thể khống chế trực tiếp linh lực thiên địa thì e là chỉ có tu sĩ hóa thần mới làm được. Huống chi, Lục Thanh chỉ vẻn vẹn là một kim đan. Phương Tịch đảo thần thức qua phương viên 20 dặm, có thể bố trí một sáo trận pháp. Bao quanh Thúy Trúc Lâm này lại, đến lúc đó dù có chút khác thường thì cũng có trận pháp giấu đi. Nhưng mà nhất định phải một sáng, một tối, bên ngoài có cấp 2 hạ phẩm cũng không tệ, phù hợp với thân gia bây giờ của ta. Phương Tịch bước vào động phủ, thấy các hạng mục đều tương đối đầy đủ thì không khỏi hài lòng. Hắn bước vào phòng bế quan. Ngồi trên bồ đoàn, cảm nhận linh khí bốn phía dồi dào, không khỏi vui vẻ, bắt đầu nghiêm chỉnh lần tu luyện đầu tiên ở kết đan kỳ. Màn đêm thâm trầm, trong dưỡng nguyên động, Lục Thanh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, gương mặt bình tĩnh, chỉ là so với lúc đến chúc mừng Phương Tịch thì như già hơn. Thấy vậy, Tiền Lão Đạo và Phú Sư Huynh liếc nhau, đều rất lo lắng. Lão tổ như vậy, chẳng phải đại biểu pháp lực kim đan của người cũng không thể duy trì được dung nhan, đã cách đại nạn không xa rồi sao? Ở trước hai người, còn có một người trung niên nhìn rất thông minh năng nổ, chính là trưởng môn Thanh Mộc Tông Úy Hiên. Nói như vậy, sau khi lão phu đi rồi thì khả năng trúc cơ viên mãn trong Mộc Quốc bây giờ tái xuất một vị kết đan không lớn. Hai con ngươi của Lục Thanh đảo qua những trúc cơ ở đây, cười lạnh nói, nhưng mà trước đây lúc Thanh Mộc Tông ta lập nghiệp, đã đuổi tận giết Tuyệt Mộc Nguyên Tông như thế nào các ngươi đã quên rồi sao? Huống chi, làm sao các ngươi có thể chắc chắn trong những tán tu kia không có nhân vật như Long Ngư đảo chủ? Trong tu tiên giới, cũng không phải tư chất ưu việt thì nhất định có thể leo lên cảnh giới cao hơn, mà hạng người tư chất thấp kép cũng chưa chắn không có một phen đại thành tựu. Đáng tiếc, lão phu đã sắp tọa hóa rồi, nhưng mà trước khi ta tọa hóa, chắc chắn sẽ an bài tốt mọi chuyện, không đến mức để tông môn trong khoảnh khắc hủy diệt. Lục Thanh nói đến đây thì nhìn qua Phú Sư Huynh. Phú Sư Huynh vội vàng quỳ xuống, lão tổ. Đệ tử vô năng, chưa bắt được Tư Đồ Thanh Thanh nhưng đệ tử thấy cô ta lúc cuối cùng thi triển bí thuật liều mạng, có lẽ đã cách đại nạn không xa, nếu dùng viên duyên thọ đan cấp 2 kia thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ gì. Truyền thừa ma đạo của Tư Đồ gia có chút quỷ bí, lại thêm đạo luyện thi.
Mặc dù bản tông đã thu hơn phân nửa nhưng không lấy được bản chính. Cũng hơi đáng tiếc. Lục Thanh nhàn nhạt đánh giá rồi bất chí khả phủ nói, đứng lên đi. Sau này Thanh Mộc Tông phải nhờ mấy người các ngươi chống đỡ. Có trận pháp cộng với lần tiễu trừ và thừa nhận này. Thanh Mộc Tông ta giữ vựng Mộc Quốc trăm năm nữa cũng không vấn đề gì. Uy Hiên trầm giọng nói, chỉ cần không có ngoại địch, lại thêm trăm năm, Thanh Mộc Tông ta chưa chắc sẽ không thể bồi dưỡng được một vị kết đan lão tổ nữa. Ngoại địch, Lục Thanh nhìn về hướng Di Lăng Cốc, chợt vung ra một cái ngọc giản, đây là nhan lão quỷ sai người đưa đến, các ngươi xem đi. Uy Hiên tiếp nhận xem xét, trên mặt lập tức hiện ra vẻ không thể tin được, lại xem lẫn chút ngạc nhiên. Sau khi y xem xong, lại đưa ngọc giản cho bọn người phú sư huynh và tiền lão đạo ở sau lưng. Những trúc cơ này xem xong, trong mắt cũng không khỏi đầy vui mừng, lão tổ, chuyện này là thật sao? Nhan lão quỷ thật sự chịu phát thệ, sinh thời không xâm lấn Mộc Quốc ta sao? Hừ, thật hay không thật thì trước khi thọ nguyên của lão phu hao hết, đương nhiên phải tự đi xác nhận một phen. Lục Thanh hừ lạnh, dù hắn vô vọng đạo đồ nhưng mấy loại u minh thệ đặc thù, dù tu sĩ kết đan như ta làm trái cũng sẽ bị trọng thương. Lão phu nhớ là phù lục ký kết u minh thệ đặc thù vẫn còn một phần trong khố phòng đúng không? Khởi bẩm lão tổ, đúng là vậy. Tiền lão đạo vội trả lời. Vốn chuẩn bị cho vị phương lão tổ kia dùng, không ngờ cuối cùng lại dùng trên người của nhan lão quỷ. Lục Thanh lắc đầu. Uy Hiên lại tiến lên một bước, chúng ta đơn phương nghị hòa với Di Lăng Cốc thì có hưởng hướng đến minh ước với Huyền Thiên Tông không? Chuyện này ngươi không cần lo, nhan lão quỷ cũng đã đề nghị hòa đàm với Huyền Thiên Tông rồi. Lục Thanh lắc đầu rồi lại cười lạnh, dù sao nhan lão quỷ cũng về dưỡng lão, không phải về để chinh chiến sát phạt. Bây giờ nuốt được Võ Quốc và Di Lăng Cốc đã đủ cho hắn làm mưa làm gió, đồng thời thành lập gia tộc. Chỉ là có thể bỏ xuống như vậy, ngay cả Mộc Quốc sau khi lão phu tọa hóa sẽ trở thành cục thịt béo cũng không ăn, tâm tính của người này lại ngoài dự kiến của lão phu. Có lẽ, toan tính của lão không ở chỗ này thì sao? Dù Di Lăng Cốc đến công, chúng ta dựa vào trận pháp, giữ vững Thanh Mộc Lâm thì cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó phối hợp tác chiến với Việt Quốc, giết vào Võ Quốc thì đại quân của địch sẽ phải sụp đổ. Phú Sư Huynh suy đoán, toan tính không ở đây, cũng là thật. Dù sao trong ba nước vẫn còn một tu sĩ kết đan nữa mà, nhưng nhan lão quỷ lại nhắc cũng không nhắc đến. Lục Thanh chợt nói, phương tịch kia còn giết thái thượng trưởng lão của Di Lăng Cốc, thù này không báo thì nhan lão quỷ cũng không thể phục chúng. Thôi, chuyện này cũng là đấu pháp giữa tu sĩ cao giai, đại chiến tu tiên giới cũng sẽ không phát sinh nữa. Lão nhìn qua tiền lão đạo, hôm nay có hai vị trúc cơ gia nhập tông môn sao? Đúng vậy lão tổ, một người tên là Tào Trùng Vân, một người là Thiết Cửu, tư liệu của họ ở đây. Tiền lão đạo lập tức đem đưa tinh huyết mộc bài, ngọc giản cho Lục Thanh. Lúc Thanh Mộc Tông bấp bênh lại có trúc cơ chủ động gia nhập, hắc hắc. Lục Thanh cũng không quan tâm tư liệu kỹ càng, dù sao những thứ này đều có thể làm giả. Lão tổ vậy thì, chúng ta nên làm sao? Trên mặt Úy Hiên hiện ra một tia sát cơ. Nghe chúng nói, nhìn chúng làm, nếu mục đích của chúng không tốt thì sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Lục Thanh lắc đầu, đối xử người ngoại tông thì có thể tàn khốc một chút nhưng đối xử người của bản tông, không có bằng chứng thì vẫn không được động thủ lung tung cho thỏa đáng, tránh khiến người khác thất vọng. Xin thụ giáo, một đám trúc cơ Úy Hiên đều cúi đầu, khom người nghe lệnh. Chương 360 Kim đan tọa hóa. 3 năm sau, trong động phủ, Thúy Trúc Lâm, phương tịch há mồm phun ra một tia thanh sắc đan hỏa, rơi xuống đáy một dược lô. Bốn phía dược lô tỏa ra các loại hào quang, cuối cùng hóa thành đỏ thẫm, mùi thuốc kinh người không ngừng tỏa ra. Đáng tiếc, loại dị tượng này đến bên ngoài phòng luyện đan đã bị từng tầng cấm chế của trận pháp cả lại, không tiết ra ngoài chút nào. Hai tay của hắn kháp quyết, từng đạo pháp lực không ngừng đánh vào trong lò đan. Không biết đã trôi qua bao lâu, mùi thuốc trong đan thất càng ngày càng nồng nặc. Từng tia hào quang đỏ thẫm mơ hồ tạo thành hình linh chi. Mở. Tử mang chợt lóe trong mắt phương tịch, dường như hắn nhìn thấy được đan dược thành hình trong lò đan, trực tiếp đánh ra pháp quyết thu đan. Ong. Lò luyện đan mở ra, từng viên đan dược đỏ thẫm bay ra, rơi vào trong tay của phương tịch. Phanh phanh. Hai viên đan dược nổ tung hóa thành bột phấn đen thui, lại có hai viên đan dược bên ngoài hiện ra một tia xám đen. Một lò thành đan 13 viện, hai viên phế đan,
hai viên liệt phẩm, cũng không tệ. Phương Tịch cất kỹ những viên chu tử đan này, trên mặt hiện ra sự vui vẻ. Dùng chu quả làm chủ tài, luyện chế đan dược tăng tiến pháp lực, đan phương chu tử đan vẫn là hắn tìm ra từ trong nội tình của Bạch Trạch Tiên Thành. Chính là một đan phương thượng cổ, cũng không có ghi chú phẩm cấp. Dù sao ở tu tiên giới bây giờ rất hiếm gặp được chu quả, tu sĩ bình thường lấy được sợ mang ngọc có tội nên bình thường đều lập tức ăn sống, lãng phí gần nửa dược lực cũng không tiếc. Nhưng mà bản thân Phương Tịch là luyện đan sư nên không sợ chuyện tiết lộ bí mật. Dược lực của chu tử đan này rất bá đạo, thích hợp tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tăng tiến pháp lực. Kết đan sơ kỳ miễn cưỡng cũng có thể sử dụng. Cũng may ta có rất nhiều chủ tài, trên người cũng có, dự trữ linh dược phụ trợ. Ban đầu luyện hư mấy lô, sau đó cũng thuận lợi. Phương Tịch bước vào phòng bế quan, dùng một viên chu tử đan vẫn còn ấm, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Trong lúc vận chuyển khô vinh quyết, thanh hoàng nhị khí nhấp nháy luân chuyển quanh người hắn, dưới linh áp cường đạo của linh mạch cấp 3. Hắn thôn phệ từng tia linh khí vào trong cơ thể và đến đan điền đã hóa thành linh dịch bị khô vinh kim đan hấp thu. Từ nơi sâu xa, Phương Tịch cảm thấy khô vinh kim đan của mình dường như lại mạnh hơn một chút, trở nên càng óng ánh lóa mắt hơn. Chờ đến khi hắn mở mắt ra, thì thở dài một hơi, thanh sắc chợt lóe trên mặt. Bấm tay tính mới biết thì ra ta đã bế quan 7 ngày rồi. Bây giờ ta đã 189 tuổi, dựa vào động phủ có linh mạch cấp 3 và ất mộc pháp thân nên hiệu suất hấp thu linh khí đã rất kinh người, lại thêm chu tử đan tương trợ. Trong vòng 2, 30 năm, chắc chắn có thể tu luyện đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong rồi thử đột phá kết đan trung kỳ. Rất tốt, rất tốt. Phương Tịch thích cuộc sống yên tĩnh này, không thích nhân tố bất ngờ. Chính vì vậy, hắn mới không trốn đến nguyên quốc to lớn, dù sao ở đó ngay cả nguyên anh chân quân cũng có, thật sự hơi nguy hiểm. Vẫn là chờ đến sau này tu vi có thành tựu, ít nhất đến kết đan trung hậu kỳ mới thử thăm dò thì tốt hơn. Huống chi, bây giờ hắn đã giết thái thượng trưởng lão Di Lăng Cốc nên đắc tội với Nhan lão quỷ, nói không chừng ở Hỗn Nguyên Tông cũng đã lưu truyền danh tiếng và chân dung. Chờ từ mấy chục đến hơn trăm năm, danh tiếng cũng sẽ trôi đi, dù sao thọ nguyên của hắn cũng rất dài, có thể sống hơn 2000 tuổi mà. Nếu có thể làm địch nhân chờ đợi đến chết thì cũng xem như không tệ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phương Tịch không muốn trắng trợn đánh ra chiêu bài chiếm một phương ở ba nước. Có danh hiệu sẽ có mục tiêu, dễ trở thành bia ngắm. Trận pháp cấp 3 tuy tốt nhưng Nhan lão quỷ cũng có phong linh thung, nói không chừng còn có thủ đoạn phá trận khác. Mà không có trận pháp bảo hộ thì với thực lực bây giờ của Phương Tịch, giữ lắm cũng chỉ đấu được một trận với kết đan trung kỳ. Vạn nhất thật sự có 3-4 tên tu sĩ kết đan tập kích thì sao? Vạn nhất Nhan lão quỷ mời được tu sĩ kết đan hậu kỳ thậm chí kết đan viên mãn thì sao? Vạn nhất đối phương có được thủ đoạn phong cấm hư không, có thể phá vỡ tung địa kim quang phủ thì sao? Đến lúc đó, chẳng lẽ còn phải bại lộ kim thủ chỉ để chạy trối chết? Đối với tu sĩ kết đan tông môn thì tán tu kết đan cuối cùng vẫn là nhân tố không ổn định nên ta mới phải làm ra giả tượng ra ngoài đi ra. Về phần thế giới mảnh vỡ, cuối cùng vẫn là bí cảnh của ma đạo, không biết có thủ đoạn giám sát hay không. Cướp một lần rồi đổi chỗ khác để vơ vét chút tài nguyên lưu luyện thì còn có thể, xem như chỗ tu hành lâu dài, thì bỏ đi. Trên thực tế, Phương Tịch đối với đẳng cấp tài nguyên của bí cảnh mảnh vỡ đã sớm biết rõ. Dù sao cũng chỉ là bí cảnh ma đạo mở cho đệ tử chân truyền trúc cơ kỳ, trong đó chủ yếu vẫn lấy tài nguyên kết đan làm chủ. Không thể nào tồn tại linh vật hay cơ duyên ngưng anh gì đó. Nhưng mà những tên đệ tử chân truyền của ma đạo kia, tu vi thật sự chỉ là trúc cơ nhưng mà dựa vào các thủ đoạn như luyện thể, ngoại đan có được chiến lực kết đan cũng thật sự không thể khinh thường. Vẫn phải nỗ lực tu hành, tranh thủ ở lần thiên ma đại kiếp kế tiếp sẽ làm một trận lớn. Lúc ta trúc cơ đánh không lại những chân truyền này nhưng sau khi kết đan, thậm chí kết đan trung kỳ thì có thể dùng cảnh giới đè người. Phương Tịch đã ý thức được, tài phú lớn nhất của thế giới mảnh vỡ có thể vẫn nằm trên người của những đệ tử ma đạo kia. Mấy chục năm sau lầm một trận lớn, sau đó tông môn ma đạo kia chắc chắn sẽ nổi giận nhưng mà ta cũng có thể tạm thời rời khỏi bí cảnh mảnh vỡ để tránh né. Dù sao làm chuyến này xong, nói không chừng huyền hỏa ma cương cũng có manh mối. Đến lúc đó vẫn có thể thăm dò thế giới thứ ba. Dù sao thuật luyện thể ma đạo của Mã Sư Huynh lần trước cũng khiến Phương Tịch có ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa ở trong bí cảnh mảnh vỡ chủ yếu vẫn là lấy tài nguyên trúc cơ hậu kỳ, kết đan làm chủ, chu quả cũng chỉ có một chỗ sản xuất.
Đối với Phương Tịch, mấy chục năm này trước tiên hắn vớt hết tài nguyên bình thường, chờ thiên ma đại kiếp trăm năm vừa đến lai cường thế xuất thủ. Một mẻ hốt gọn những tài nguyên đỉnh cấp bị phong ấn trong cấm chế kia, tiện thể xử lý vài tên đệ tử ma đạo, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Nhưng mà loại chuyện này cũng chỉ có thể làm một lần, lần tiếp theo sẽ ngàn vạn không thể như thế. Nếu không sẽ có khả năng đụng phải kim đan ngụy trang, thậm chí nguyên anh lão quái ma đạo. Mà những tài nguyên trong bí cảnh không thích hợp cho hắn tăng tiến pháp lực nhưng mang những linh vật kết đan kia bán đi thì tuyệt đối sẽ đủ cho hắn tu hành một mạch đến kết đan viên mãn. Phương Tịch rời khỏi phòng bế quan, bước ra ngoài động phủ. Ở bên ngoài động phủ có một mảnh linh dược viên, xem như linh địa cấp 3. Phương Tịch cũng không lãng phí, trồng một số linh mộc, linh dược, còn có hóa long tham. Dù không thể dụng tâm quản lý nhưng những linh dược này phát triển cũng rất khả quan. Dù sao đối với Phương Tịch, ất mộc pháp thân diệu dụng vô tận, có thể thân cận với linh dược, thậm chí cảm ứng được tình trạng của nó. Gặp phải linh dược sắp khô héo hoặc thối rữa thì một đạo ất mộc thần quang cũng có thể chữa trị cơ bản rồi. Khiến hắn mấy lần cảm khái, ất mộc pháp thân này quả nhiên là thiên phú linh thực phu đỉnh cấp, càng là tuyệt phối với làm ruộng. Phương Tịch bước vào trong Thúy Trúc Lâm, nhổ một mục măng, chuẩn bị mang đi kết hợi với chút thịt rừng, để nhét kẽ răng. Xuyên thấu qua mê vụ của Thúy Trúc Lâm, tử sắc chợt lóe trong mắt của hắn, dường như hắn nhìn thấy được vạn hải Trúc Lâm đại trận ở bên ngoài. Trận này đứng hàng cấp 3 trung phẩm, phá giải cần phí chút công sức. Nhưng ta không cần hoàn toàn phá giải, chỉ cần có thể phối hợp với ám trận chuẩn cấp 3 mà ta bố trí ở đây. Để giấu đi ba động hư không khi ta xuyên không là đủ rồi. Ban đầu ở trong Bạch Trạch Tiên Thành, Phương Tịch cố kỵ trận pháp cấp 3 nên không dám xuyên không trong thành. Nhưng mà bây giờ hắn đã tấn thăng cấp 3, càng hiểu hơn chuyện này nên đã không còn cố kỵ nhiều nữa. Lúc hắn đang định mở vò linh tử thì bên ngoài chợt lóe hỏa quang. Một đạo truyền âm phù màu xanh biếc đang bên ngoài Thúy Trúc Lâm nhưng bị một tầng cấm chế màu xanh ngăn cản. Phương Tịch thấy vậy, cười cười, vung tay phải lên. Một cái bàn tay pháp lực màu xanh đã bắt lấy truyền âm phù mang đến cạnh hắn. Sau khi hắn lắng nghe vài câu, lập tức bước ra ngoài Thúy Trúc Lâm, khống chế linh khí, bay đến động phủ của Trịnh Thiết. Mặc dù Phương Tịch đại môn không ra, nhị môn không bước, duy trì nhân vật kiểu tu sĩ khổ tu nhưng một số người cần thiết qua lại thì vẫn phải đi. Tỷ như Trịnh Thiết này mời, không thể từ chối. Hiền chất đến rồi. Trịnh Thiết đang ở trong phòng khách, uống rượu ngắm hoa, thấy Phương Tịch đến thì lập tức vẫy tay. Trịnh Thúc. Phương Tịch chắp tay hành lễ, chú ý đến sau lưng Trịnh Thiết còn có một thị nữ đang rót rượu. Thị nữ này mặc phục sức đệ tử Thanh Mộc Tông, tu vi cũng đến luyện khí tầng 7. Quả nhiên tu luyện trên linh mạch cấp 3 thật sự tiến bộ thần tốc. Ta thấy bề ngoài, tư chất linh căn người này cũng không tốt. Đây chính là cửu linh hương mà ta đã tốt rất nhiều linh thạch sai người đến võ quốc mua về. Đến đây uống thử đi. Trịnh Thiết rót một chén linh tử cho Phương Tịch, hai người uống một hơi cạn sạch. Trịnh Thiết chợt thở dài, hiền chất một lòng khổ tu là tốt nhưng cũng nên ra ngoài nhiều hơn một chút, gặp gỡ một số đồng đạo. Cùng nhau nghiên cứu, thảo luận tâm đắc tu luyện, đối với tu hành cũng có lợi ích. Đa tạ Trịnh Thúc nhắc nhở, chỉ là ta chưa từng tu luyện trên linh mạch tốt như vậy nên có hơi tập trung quá mức. Trên mặt Phương Tịch hiện ra vẻ xấu hổ. Nhưng trong lòng hắn thì lại cười thầm, xưa nay đại tông môn đối với tán tu ngoại lai gia nhập đều có tâm lý đề phòng nhất định. Dù là ngươi, ở sâu trong lòng cũng chưa chắc có chút hoài nghi với hiền chất Tào Trùng Vân này. Nhưng ta rất thẳng thắn, phải biết gian tế, gián điệp bái nhập tông môn thì sẽ kết giao hảo hữu rộng rãi để thám thính tin tức. Hoặc trăm phương ngàn kế luồn cúi vào nơi quan trọng để biết cơ mật. Ta thì ngược lại, không kết giao, không nghe ngóng, một lòng tu luyện. Xưa nay trong bóng tối sẽ không có ai như ta. Hơn nữa lâu ngày mới rõ lòng người, ta có thể diễn 3 năm. Còn có thể diễn 30 năm, 300 năm, 300 năm thì thôi bỏ đi. Đến lúc đó, cảnh giác gì đó cũng không còn. San Nhi, sao còn không rót rượu cho Tào sư thúc của ngươi vậy? Lúc này, Trịnh Thiết lại sai nữ đệ tử sau lưng rót rượu cho Phương Tịch. Ngũ quan của nàng này thanh tú, mang theo cảm giác khí khái hào hùng, nàng tiến lên, cung kính rót rượu cho Phương Tịch, miệng gọi Tào sư thúc. Ha ha! Nó cũng xem như là thân tộc ở phương xa của ta, linh căn thấp kém, nhờ mặt mũi của ta mới vào được tông môn. Bây giờ đang cần điểm cống hiến, dược viên ở Thúy Trúc Lâm của hiền chất rộng rãi,
có cần người không? Trịnh Thiết cười híp mắt hỏi, ta đang cần nhân thủ đây này, Trịnh San đúng không? Mai đến Thúy Trúc Lâm nghe lệnh. Phương Tịch nhíu mày, một lời đáp ứng. Thật sự là hắn cũng đang cần mấy nhân thủ để sai khiến, hơn nữa điểm cống hiến của những đệ tử này do Thứ Vụ Điện phân phát. Bình thường chỉ cần cho họ xây nhà ở Thúy Trúc Lâm là được, cũng sẽ không vào động phủ quấy rầy. Dù sao ta là khổ tu sĩ, không phải công tử phong lưu. Đa tạ Tào sư thúc. Trịnh San hành lễ, gương mặt đầy vui mừng. Có thể làm việc cho trúc cơ sư thúc, đương nhiên điểm cống hiến cho tông môn sẽ không ít, hơn nữa có thể tu luyện trên linh mạch cấp 3. Phải biết rằng ngoại môn đệ tử như nàng, linh khí ở động phủ kém rất xa Thúy Trúc Lâm, đã sớm cảm thấy tu vi tiến triển rất chậm. Lần này cũng nhờ có Trịnh Thiết mới có cơ duyên như vậy. Ngay lúc Trịnh Thiết định nói gì đó thì tiếng chuông hùng hồn chợt vang lên bên tai của hai người. Đương, đương đương, chuông vang lên liên tục 13 tiếng, chấn động toàn bộ Thanh Mộc Lâm. Chuyện này, đây là... Trong lòng Phương Tịch thầm than nhưng trên mặt lại giả vờ sợ hãi. 13 tiếng Thanh Mộc chung, đây là... Thanh Lão Tổ, tọa hóa. Sắc mặt Trịnh Thiết trắng bệch, vô ý thức lầm bầm, vẻ mặt Trịnh San ở bên cạnh càng thất hồn lạc phách. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng lục thanh tọa hóa đã đại biểu trời của Thanh Mộc Tông. Sập rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên của tác giả Văn Sao Công tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.